chỉ thấy ao nước thần điện lập tức vang tung tóe toàn bộ cơ thể hàn lập tựa như một chiếc đinh sắt bị đóng vào mặt đất hàn lập căn bản không kịp nhìn rõ là cái gì công kích mình liền lập tức mượn cỗ lực lượng kia chui vào dưới mặt đất tựa như dùng độn địa thuật ẩn nấp xuống dưới đất mất tung tích liền ngay sau đó mặt đất thần điện bên kia bỗng nhiên bị bung ra phá ra một vết rách thân ảnh hàn lập lại lần nữa xuất hiện hắn trao mày nhìn lại chỗ lúc trước đã thấy nơi đó trống rỗng căn bản không có nửa bóng người chỉ là pho tượng ma tộc cầm trường côn trong tay đứng trên bệ đá đã không thấy bóng dáng. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, tinh nguyệt ngoa dưới bàn chân thúc dục toàn lực, thân hình lập tức bắn về phía trước. Tiếp theo trong nháy mắt, một cây trường côn màu tím đen lớn cỡ cánh tay liền đập sát phía sau lưng hắn nhưng bị hụt nên nện xuống mặt đất. Đại địa vỡ vụn ầm ầm, hỏa tinh loạn thạch bắn ra. Hàn Lập đột nhiên xoay người nhìn lại, chỉ thấy pho tượng nam tử xấu xí như thiên lôi kia đang nắm trong tay trường côn màu tím đen đứng giữa không trung, sau lưng là một đôi cánh chim màu đen đang phe phẩy. Con khôi lỗi Thiên Lôi dường như rất có linh trí, mắt thấy Hàn Lập tránh thoát một kích vừa rồi, trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Hai cánh của nó mạnh mẽ vỗ một cái, trên người liền có gió lốc vần quanh mắt thường khó thấy được, thân hình lập tức bay vút tới, tốc độ vậy mà nhanh hơn một chút so với lúc Hàn Lập tận lực sử dụng Tinh Nguyệt Hoa. Lông mày Hàn Lập nhíu lại, lần này không lựa chọn né tránh nữa, mà một tay cầm loan đao đánh tới trước mặt nó. Con khôi lỗi Thiên Lôi thấy thế, trong mắt lại hiện lên vẻ vui sướng như con người hai tay giơ cao trường côn lên trên thân côn liền có một tầng bạch quang mông lung bao phủ tựa như cũng là một kiện tinh khí loan đao trong nháy mắt đánh đến trường côn trong tay xoay tròn bạo kích bổ xuống đập vào loan đao trắng như tuyết bong nương theo một tiếng vang thật lớn một cỗ lực lượng cuồng bạo rời non lấp biển cuốn ra cánh tay hàn lập chấn động kịch liệt loan đao lập tức bị áp chế xuống tay cầm đao cũng theo đó rung động mạnh không thôi hắn vội vàng giơ cánh tay kia lên Dùng hai tay nắm chặt thân đao, chống đỡ một kích này. Hai chân Hàn Lập đạp xuống mặt đất, lún xuống mặt đất nửa xích, trong lòng càng kinh hãi không thôi, thực sự không nghĩ tới con khôi lỗi thiên lôi này chẳng những tốc độ cực nhanh, lực lượng lại cường đại như thế. Còn không đợi hắn kịp phản kích, dị biến lại phát sinh. Chỉ thấy trên trường côn màu tím có từng đoàn từng đoàn tinh khiếu liên tiếp sáng lên, trên thân côn ầm một tiếng, một tia chớp to lớn màu trắng từ trong nổ bắn ra, bỗng nhiên đánh vào mi tâm Hàn Lập. Hàn Lập liền cảm thấy trên trán một hồi cháy bỏng, thức hải cũng theo đó rung động mạnh một hồi, thần hồn tựa hồ chấn động bất ổn, thân thể nhoáng một cái xuống, hai tay cũng vô lực, bị trường côn màu tím kia đánh rất loan đao, trùng trùng điệp điệp đập vào bờ vai. Hai chân hắn hơi khuỵu xuống, có vẻ chống đỡ không nổi, thân hình ngã quỵ, té xuống phía dưới. Con khôi lỗi thiên lôi thấy thế, tiến lên trước, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, trường côn trong tay xoay một vòng, định nện xuống chán Hàn Lập. Hàn Lập vừa trúng chiêu này, trong nháy mắt đã vận chuyển luyện thần thuật, thần quang trong hai mắt ngưng tụ, một lần nữa tỉnh táo lại. Trong thế nhìn cân treo sợi tóc, hắn vội vã lấy từ trong người ra một cái tiểu thuẫn màu trắng, lập tức đưa ra trước người đón đỡ, không ngừng quán chú lực lượng tinh thần trong cơ thể vào trong đó. Mặt ngoài tiểu thuẫn màu trắng lóe lên hào quang tinh thần, lập tức điên cuồng tuôn ra, dựng lên một màn sáng màu trắng rộng khoảng 3 thước vuông, khó khăn lắm mới bảo hộ được thân thể của hắn. Chương 940, chiếc chìa khóa màu máu. Ngay khi Hàn Lập vừa mới thúc giục tiểu thuẫn thả ra hào quang, thì trường côn màu tím đen trong tay lôi công khôi lỗi đã ẩm ẩm giáng xuống mang theo khí thế hùng hồn như thiên quân vạn mã. Một tiếng ẩm rất lớn vang lên, quần sáng bao bọc tiểu thuẫn rung động kịch liệt, trong khi đó một lượng lớn tia chớp cũng từ trường côn bắn ra. Tiếng nổ vang lên không ngừng, vô số tia điện vang ra từ cú va chạm, vùng vãi khắp mặt đất, làm lóe lên một mảng lớn đầy tia lửa. Quá trình này kéo dài mấy hơi thở, sau đó thanh thế bắt đầu yếu dần, lớp hào quang bao phủ tiểu thuẫn cũng bị hao tổn gần hết, còn lại chỉ bằng với kích thước của tiểu thuẫn, không thể che chắn toàn bộ thân thể hàn lập. Đúng lúc này, lồi công khôi lỗi nhấc trường côn khỏi bề mặt tiểu thuẫn, bước lên một bước, rồi tung một cước cực mạnh vào ngực hàn lập. Hàn lập cảm thấy cả người như va phải một ngọn núi lớn, một cỗ man lực khủng khiếp dáng vào người hắn, làm cho lục phủ ngũ tạng cuộn lên nhộn nhạo một hồi, thân thể hắn bị đá văng đi, xoay tròn nhiều vòng, trực tiếp nện vỡ đôi cây cầu đá vòm, rồi lún sâu vào vách tường ao cạn nhưng ngay lập tức hai tay hàn lập mạnh mẽ vỗ vào vách tường thân hình cấp tốc bắn về phía trước thì đã thấy lôi công khôi lối cũng đã vỗ cánh rất nhanh lao về phía mình mắt thấy cả hai sắp va vào nhau hai chân hàn lập đột nhiên rực sáng đạp lên hư không một cái thân hình hắn vọt lên trên vài thước vượt qua đỉnh đầu khôi lối rồi đạp mạnh xuống phía dưới ầm um, cùng lúc đó toàn thân hàn lập nổ vang như có sấm sét huyền khiếu trên người hắn tỏa ra hào quang mãnh liệt một quầng sáng trói mắt xuất hiện quanh thân hàn lập giáng xuống đầu lôi công khôi lỗi với uy áp khổng lồ lớn hơn nhiều so với khi giao chiến với cốt thiên tầm hai con khôi lỗi lực sĩ cầm kích đang muốn tiếp cận hàn lập liền bị làn sóng ánh sáng này đánh bay bạo liệt tiêu tan thân thể lôi công khôi lỗi cứng rắn đến cực điểm dù trực tiếp hứng chịu uy áp từ hàn lập tỏa ra thì đầu nó cũng không gập xuống một chút nào nhưng đôi cánh lại không bền bỉ như thế từng chút từng chút một bị xé rách dưới trùng kích của ánh sáng màu trắng hai chân hàn lập như thái sơn áp đỉnh tạo ra áp lực trùng trùng lên vai khôi lỗi lập tức ép thân hình nó trùng xuống. Toàn bộ mặt đất cũng theo đó sụp xuống, tạo thành một cái hố lớn. Mặc dù đắc thủ, nhưng Hàn Lập không hề dừng lại. Thiên sát chấn ngục công lưu chuyển cuồn cuộn trong cơ thể, hai cánh tay chi chít huyền khiếu rực sáng, hai bàn tay được bao phủ bởi lực lượng tinh thần dày đặc, nhằm đỉnh đầu lôi công khôi lỗi đánh tới. Một tiếng ầm thật lớn vang lên, quần sáng màu trắng của lực lượng tinh thần nổ tung khiến cái đầu xấu xí của lôi công khôi lỗi lập tức trở nên méo mó, biến đổi hoàn toàn thân hình nó đột nhiên buông thóng ánh sáng trong đôi mắt mất đi thần thái ảm đạm dần rồi tắt ngấm chứng kiến cảnh này hàn lập rốt cuộc thở phào một cái thân hình trượt xuống từ bờ vai khôi lỗi đưa mắt nhìn sang phía thạch xuyên không hai con khôi lỗi lực sĩ lúc trước giao chiến với hắn giờ chỉ còn một lại vừa bị thạch xuyên không đánh văng tới tận cửa thần điện hiện tại đã không đủ gây uy hiếp hàn lập không nhìn bên đó nữa mà nhìn sang phía pho tượng nữ tử duy nhất còn sót lại hắn trầm ngâm tốt rồi ít nhất cũng có một cái thành thành thật thật là pho tượng a. Ánh mắt hắn hiện giờ đang rơi vào chiếc chìa khóa đỏ như máu trong tay pho tượng nữ tử kia. Sau một chút lưỡng lự, thân hình Hàn Lập chợt động một cái, nhảy lên trên bệ đá. Nhưng hắn còn chưa kịp tới gần, một tầng bạch quang cấm chế đột nhiên hiện ra giữa không trung, ngăn cản hắn tiếp cận pho tượng. Hàn Lập dừng lại ngay lập tức, thân hình rơi xuống từ trên không, cẩn thận dò xét, chỉ thấy một cột sáng cấm chế xuất hiện bốn phía xung quanh bệ đá, bao bọc lấy pho tượng nữ tử ồ, oh, có chút ý tứ. Sau một khoảnh khắc, khóe miệng Hàn Lập nhếch lên, vừa cười vừa nói. Lúc này, một tiếng ầm vang lên từ sau lưng hắn, con khôi lỗi lực sĩ cầm kích cuối cùng đã bị Thạch Xuyên không đánh nát. Thạch Xuyên không há miệng phun ra một ngụm chọc khí, sau đó chậm rãi đi về phía Hàn Lập. Trên đường, gã tiện tay nhặt lấy cây loan đao màu trắng của Hàn Lập cùng với cây tề mi trường côn màu tím đen. Sao thế, Lệ Huynh có phát hiện gì à? Gã tiến lại gần hỏi ngươi nhìn phù văn của cấm chế bên dưới có phải có chút quen mắt hàn lập cũng không quay đầu lại chậm rãi nói ra thạch xuyên không nhìn theo lời hắn liền thấy từng đạo hoa văn tinh thần trải đều bên dưới cột sáng thoạt nhìn vô cùng dày đặc và phức tạp nhưng có một vài điểm nhìn thật sự quen mắt đây hình như là phi tinh phù văn thạch xuyên không hơi do dự không sai trận đồ phù văn này dường như rất phức tạp nhưng ở một vài chi tiết nhỏ vẫn có thể nhận ra vết tích của phi tinh phù văn hàn lập gật đầu Nói vậy là ngươi có thể phá trận, Thạch Xuyên không vui vẻ hỏi, không nắm chắc 10 phần, nhưng để ta thử xem." Hàn Lập cười, dứt lời, tay hắn lấy ra bút tinh lan mà lúc trước dùng để vẽ phù văn bảo vệ phi thuyền tinh chuẩn, bắt đầu vẽ xung quanh cấm chế. Hắn vẽ cũng không nhanh, thỉnh thoảng còn dừng lại một chút để tra xét, cứ như thế mất hơn nửa canh giờ thì trận đồ Hàn Lập vẽ ra mới hoàn thành. "Thành công?" Thạch Xuyên không liền hỏi, Hàn Lập không trả lời, trước tiên thu hồi bút tinh lan, hai mắt khép hờ miệng khẽ mở lầm bầm niệm chú. Sau một lát, hai mắt hắn đột nhiên trợn tròn, vận chuyển lực lượng tinh thần trong cơ thể, ngón tay hắn chĩa về phía trận đồ vừa mới vẽ xong, một đoàn ánh sáng trắng bắn ra từ đầu ngón tay, đánh vào tinh văn pháp trận trên mặt đất. Ngay sau đó, pháp trận hắn vừa vẽ liền sáng lên bạch quang, kéo theo toàn bộ trận pháp vận chuyển, phát ra âm thanh ông ông. Từng đạo ánh sáng trắng bắn ra từ ngón tay Hàn Lập lũ lượt chui vào bên trong cột sáng bệ đá, lập tức khiến cho cấm chế tiêu tan như tuyết gặp nắng xuân. Khóe miệng Hàn Lập không giấu nổi nét tươi cười, hắn tiến về phía pho tượng, lấy xuống chiếc chìa khóa đỏ như máu kia. Đáng kinh ngạc ở chỗ, chiếc chìa khóa này lại có chút ấm áp, như vừa được lấy ra từ trong tay người sống, nhưng ngoại trừ điểm đó ra thì không phát hiện chỗ đặc biệt nào khác. Chật vật cả buổi, vậy mà chỉ thu được đúng một cái chìa khóa chưa biết cách sử dụng. Thạch Xuyên không thấy vậy liền cười khổ một tiếng, nhìn hình dáng xâm nghiêm của vật này, chắc là rất có lai lịch ha. Chỉ không biết có quan hệ gì với Thánh Hải ngươi nói hay không. Hàn Lập vừa nói, vừa đưa chìa khóa cho Thạch Xuyên không. Ngoại trừ cảm giác cầm tay có chút đặc biệt thì không nhìn ra được điều gì khác. Hay là cứ để nó lại đây, biết đâu lại an toàn hơn. Thạch Xuyên không đánh giá chiếc chìa khóa vài lần, rồi trả lại cho Hàn Lập. Hàn Lập không nói gì, bỏ chìa khóa vào trong ngực, đột nhiên hắn khẽ giật mình. Thịch, 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 hắn cảm thấy chống ngực này lên từng nhịp, chiếc chìa khóa kia dường như cảm ứng được gì đó, bề mặt nổi lên một tầng huyết quang, rồi cũng nảy lên theo nhịp tim của hắn giống như một quả tim thật vậy cùng với những rung động một luồng khí nóng từ bên trong chìa khóa toát ra thẩm thấu vào trong cơ thể hàn lập luồng khí nóng này khiến hàn lập cảm thấy như đang ngâm mình trong suối nước nóng vậy không có chỗ nào không thoải mái lỗ chân lông nở ra máu nóng trong cơ thể cũng vận chuyển nhanh hơn trước rất nhiều không chỉ vậy chỗ huyền khiếu chưa hoàn toàn đả thông kia trên người hắn cũng rục dịch không thôi mơ hồ lại mở ra thêm một ít lệ đạo hiếu có sao không Thạch Xuyên không thấy thần sắc Hàn Lập khác thường, lập tức hỏi. Không có gì, Hàn Lập lắc đầu, đang muốn nói thêm gì đó. Vào thời khắc này, cả tòa kiến trúc đột nhiên rung động kịch liệt, hơn nữa càng ngày càng mạnh mẽ, chấn động phát ra phảng phất như động đất, sóng thần vậy. Chuyện gì xảy ra, hai người Hàn Lập kinh hãi, mặt đất lắc lư ngày càng mãnh liệt, trên vách tường nước toát ra thành nhiều vết giặt, hơn nữa nhanh chóng lan rộng, rồi ầm ầm đổ sụp. Vô số gạch đá lớn nhỏ đổ ập lên đầu hai người chỗ này đang sụp xuống, chạy mau. Hàn lập túm lấy thạch xuyên không. Sau một khắc, toàn thân hắn sáng lên, đặc biệt huyền khiếu trên hai chân càng thêm trói mắt, cộng hưởng với ánh sáng từ đám tinh khiếu trên đôi tinh nguyệt ngoa. Chân hàn lập đạp lên mặt đất, không nói một lời, kéo thạch xuyên không cùng bay lên trên. Trong khoảnh khắc đang lơ lửng trên không, hắn nhìn xuống mặt đất dạn nứt phía dưới. Qua một khe nứt dài hẹp to lớn trên mặt đất, mơ hồ lóe lên chút ánh sáng màu lam, dường như có vật gì đó. Nhưng Hàn Lập rất nhanh thu hồi ánh mắt, đây không phải lúc tìm hiểu sự tình dưới đất, hai chân hắn đạp hư không, thân hình linh hoạt thay đổi vị trí, tận lực né tránh những tảng đá đang rơi xuống. Thạch Xuyên không bị Hàn Lập lôi kéo, cũng không hề nhàn rỗi, múa cây trường côn màu tím đen trong tay, tạo thành một mảnh côn ảnh, hất văng hoặc đập nát những tảng đá rơi xuống đầu hai người. Trên mặt đất, lấy tế đàn màu đen làm trung tâm, một khu vực với bán kính hơn 10 dặm rung lắc ầm ầm, những khe nước to lớn xuất hiện rồi lan tỏa khắp nơi sau đó vang lên một tiếng động lớn, rồi tất cả đột ngột sụp xuống, tạo thành một cái hố khổng lồ cực sâu. Ngay khi mặt đất vừa sụp xuống, ầm ầm một tiếng, hai bóng người từ trong bay vụt ra, xoay chuyển một góc giữa không chung, rồi rơi vào một tòa kiến trúc gần đó còn chưa bị nuốt chừng. Cả hai đều dính đầy bụi đất, thoạt nhìn có vẻ chật vật. Nhưng bọn hắn đều không hề bận tâm đến diện mạo của chính mình, nhìn về phía hố sâu trước mắt, thần sắc kinh ngạc. Tại sao mặt đất đột nhiên sụp xuống? Thạch Xuyên không cau mày hỏi hàn lập nhìn hố sâu phía trước ánh mắt lóe lên nhưng không có lên tiếng trong đầu hắn hiện ra ánh sáng màu lam dưới mặt đất lúc trước không biết nó là vật gì lệ đạo hữu chẳng lẽ ngươi có manh mối gì thạch xuyên không nhìn qua hắn hỏi dị biến nơi đây chỉ sợ có quan hệ với việc chúng ta lấy chiếc chìa khóa màu máu này nếu không thì thật quá mức trùng hợp hàn lập sờ sờ chiếc chìa khóa trên ngực mình nói ra nếu thực sự là như thế e rằng chiếc chìa khóa này thật sự rất có lai lịch Thạch Xuyên không khẽ giật mình, lập tức gật đầu nói. Chúng ta cần rời khỏi đây càng sớm càng tốt, tự nhiên ta có một dự cảm không tốt. Hàn Lập không trả lời Thạch Xuyên không, đột nhiên ngẩng đầu, dùng giọng điệu nghiêm trọng nói ra. Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Thạch Xuyên không nghe vậy gật đầu, mới nói được một nửa thì dừng lại, mặt đột nhiên biến sắc. Hàn Lập ở bên cạnh thần sắc cũng trầm xuống, lập tức kéo Thạch Xuyên không bay về hướng xa. chương 941, bao vây chặn đánh. Ngay khi hai người Hàn Lập vừa mới lên không chung không bao lâu thì dưới lòng đất trong đống phế tích không ngừng truyền ra từng âm thanh sản sạt quái dị. Hai người Hàn Lập đang ở giữa không chung theo âm thanh đó mà nhìn lại xuống dưới, sắc mặt đều có chút thay đổi. Ngay lúc này trong đống đổ nát trên mặt đất không ngừng rung động, từng cánh tay từ đó vươn ra, tiếp đó là chui ra từng cái đầu có tướng mạo quái dị. Từng thân ảnh nối tiếp nhau không ngừng từ dưới đất bò ra, không ngờ là từng bộ khôi lỗi. Những khôi lỗi này hình thể cũng không quá lớn, hầu như tất cả đều cao khoảng hai trượng. Nửa người dưới thì lộ ra hình dáng con người, còn nửa người trên thì mặc áo giáp màu xanh lam sáng rõ, chẳng qua nửa trên cùng cái đầu bọn nó thì lại có hơi chút khác biệt, đại khái chia làm ba loại. Một loại là đầu sói thân người, thân thể thon dài, hai cánh tay đều cầm một thanh trường kiếm màu xanh lam, thân kiếm cong như vòng cung. Còn một loại khôi lỗi là đầu hổ thân người, hai tay và thân thể đều rất cường tráng, một tay cầm một thanh khai sơn cự đao lóe lên hàn quang sắc bén. Cuối cùng là một loại khôi lỗi đầu rắn thân người, trên người không mặc áo giáp nhưng lại mọc ra một tầng lân phiến rậm rạp, trên lưng buộc một bộ cung tiến hình rắn lấp lóe hào quang màu lam. Những món vũ khí đao, kiếm, cung tiến này, vậy mà đều tỏa ra từng tia từng tia dao động lực lượng tinh thần. Số lượng khôi lỗi rất nhiều, không chỉ ở gần hai người bọn hắn, mà theo ánh mắt nhìn tới thì thấy bốn phương tám hướng đều có từng bộ khôi lỗi không ngừng từ dưới đất bỏ ra. Ánh mắt hàn lập quét qua bốn phía, trên mặt nhịn không được mà biến sắc. Tuy là những khôi lỗi này chẳng ra gì nhưng rõ ràng thực lực bọn nó cũng không thấp, hơn nữa số lượng nhiều đến nỗi làm cho người khác kinh sợ, cho dù chính mình có thực lực lấy một địch trăm, một khi bị chúng dây dưa chỉ sợ cử tử nhất sinh mà thôi. Suy nghĩ trong lòng của hắn nhanh chóng xoay chuyển, huyền khiếu cả người liền tỏa ra tinh quang, hai chân liên tục đạp trên hư không, toàn lực bay nhanh về phía trước. Chỉ có điều cho dù hắn có mượn nhờ lực lượng của vũ hóa phi thăng công và tinh nguyệt hoa để lăng không phi hành thì suy cho cùng tốc độ cũng có hạt, nhất là còn mang theo thạch xuyên không, thế nên dù hắn toàn lực hành động thế nhưng vẫn như cũ không thoát được. Mà những con khôi lỗi vừa mới chui ra khỏi mặt đất liền nhìn về phía hai người hàn lập đang phi hành giữa không chung, trong mắt lập tức nổi lên hào quang cừu hận như có nhân cách. Giống, một con khôi lỗi đầu rắn dị thường cao lớn ngửa đầu phát ra một tiếng giống như dã thú gào thét. Trên mặt đất, những khôi lỗi đầu rắn dưới kia liền khẽ động cánh tay, dương cung cải tên. Lập tức vô số mũi tên dài màu lam bắn ra, nhanh như sao băng, hơn nữa còn phát ra tiếng hưu. Hưu, rít gào sắc nhọn làm cho người khác sợ hãi, từ bốn phương tám hướng bắn về phía hai người bọn hắn, dày đặc như mưa, căn bản muốn tránh cũng không thể tránh được. Hàn lập thầm kêu một tiếng hỏng bét, huyền khiếu cả người tỏa ra tinh quang rực rỡ, đồng thời ngưng tụ lại, hòa thành một tầng tinh quang óng ánh, bao phủ khắp nơi trên cơ thể lại. Cùng lúc đó, cánh tay của hắn vung lên, bất ngờ từ trong bàn tay hắn xuất hiện một loan đao màu trắng, rồi nhanh chóng hóa thành một đạo đao ảnh màu trắng, chém về phía những mũi tên dài màu lam đang bắn tới. Bên ngoài người của Thạch Xuyên không cũng lóe lên tinh quang, liền thi triển chân cực chi mô, đồng thời nhanh chóng múa trường côn trong tay, hòa thành đạo đạo huyễn ảnh, bảo vệ khắp cơ thể. Tiếng nổ đùng đùng không ngừng vang lên, loan đao trong tay Hàn Lập biến thành đao quang bay múa quanh người, hình thành một màn đao ảnh màu trắng dày đặc, xoắn nát những mũi tên dài màu lam kia. Thế nhưng trên những mũi tên dài này có ẩn chứa lực lượng thực sự không thể coi thường, khiến cả cánh tay hắn chấn động, tê dại từng đợt. Trường côn màu tím đen trong tay Thạch Xuyên không không ngừng vũ động, cố gắng ngăn cản những mũi tên dài kia nhưng cánh tay gã cũng liên tục run rẩy. Dưới thế công dày đặc như vậy, thân hình hai người bọn hắn đang lao nhanh về phía trước cũng theo đó mà ngừng lại một chút. Vào đúng lúc đó, mấy chục con khôi lối đầu sói và khôi lối đầu hổ gần đó lập tức bắn lên, dễ dàng vọt lên mấy chục trượng trên cao, thân thủ nhanh nhẹn vô cùng, đao kiếm trong tay hóa thành từng đạo lam ảnh, chém về hai người bọn hắn. Ba loại khôi lỗi phối hợp lẫn nhau không chê vào đâu được, tựa như sớm đã diễn luyện qua vô số lần. Hàn Lập và Thạch Xuyên không còn chưa kịp thở một hơi, liền không thể không xuất thủ lần nữa, ngăn cản những công kích đó. Liên tiếp tiếng vang kim thiết giao kích va vào nhau, mảnh lớn thân thể tàn phế của khôi lỗi từ trên trời rơi xuống, mơ hồ có mấy chục con khôi lỗi đều bị phân thây bắn ra ngoài. Không đợi hai người Hàn Lập làm ra cử động nào khác thì âm thanh rít gào sắc nhọn lại truyền đến, vô số mũi tên màu lam lần nữa như mưa bắn tới hàn lập nhướng mày loan đao trong tay liền vung múa đẩy lùi những mũi tên kia đồng thời hai chân đạp liên tục cả người lần nữa phóng thẳng lên trên cao đến tận trời cao ngay thời khắc ấy trên bầu trời đang lơ lửng đám mây vàng thật dày trong đó ẩn hiện hào quang màu trắng vì hai người bọn hắn ở giữa không trung không ngừng phóng lên trên nên trong nháy mắt đã tiến đến gần những đám mây vàng kia mặc dù bọn hắn đã tăng độ cao nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi phạm vi mưa tên của đám khôi lỗi ở dưới Hàn Lập nhìn đám mây vàng trên đỉnh đầu một chút, hơi chần chờ, đang muốn bay cao hơn nữa. Đừng bay cao nữa, những đám mây vàng kia không thể đụng được, để ta ngăn những công kích bọn nó, còn lệ đạo hữu người cứ dốc sức bỏ chạy là được. Sắc mặt Thạch Xuyên không quính lên, ngăn cản động tác Hàn Lập. Chưa dứt lời, tinh quang trên trường côn màu tím đen trong tay y tỏa sáng hào quang, nhanh chóng vung lên trước người. Trường côn giống như một cơn lốc xoáy màu tím đen, cuốn những mũi tên màu lam đang bắn đến vào trong đó, dễ dàng xoắn nát. Hàn Lập nghe vậy trong lòng nghi hoặc, nhưng mắt thấy sắc mặt Thạch Xuyên không ngưng trọng, hơn nữa còn toàn lực ngăn địch, liền không có hỏi tới nữa, mà huyền khiếu trên hai chân hắn sáng lên, không ngừng bước lên trên hư không, bay nhanh về phía trước. Đám khôi lỗi trên mặt đất thấy vậy, trong miệng phát ra từng tiếng gầm thét, những khôi lỗi đầu sói, đầu hổ lần nữa cùng ào ào nhảy lên, nhào về phía hai người, đám khôi lỗi những nơi khác cũng rối rít bao quanh nơi này lại. Thạch Xuyên không hét lớn một tiếng, nhanh chóng múa trường côn trong tay, lần nữa đập vào đám khôi lỗi đang tiến lại gần bắn ra ngoài. Thế nhưng thân hình khổng lồ của những khôi lỗi đầu sói, đầu hổ, không dễ ứng phó giống như mưa tên. Mặc dù Thạch Xuyên không ngăn cản công kích bọn nó nhưng sắc mặt cũng vì đó mà trắng nhợt, trong miệng khẽ rên một tiếng. Không chờ y kịp thở, một lần nữa âm thanh hưu. Hưu, rít gào sắc nhọn lại bắn tới, Thạch Xuyên không vội vàng ngưng thần ứng đối. Trong lúc phi đột, Hàn Lập liếc vẻ mặt đang tái nhợt của Thạch Xuyên không một cái, trong lòng càng căng thẳng. Trước đó Thạch Xuyên không vừa mới trọng thương còn chưa khỏi hẳn, chỉ sợ không thể kiên trì được bao lâu. Giờ phút này, dưới mặt đất đám khôi lỗi một bên phát động công kích, một bên đuổi theo sát hai người, dường như không giết chết bọn hắn ngay tại đây thì nhất quyết không buông tha. Lông mày Hàn Lập nhíu chặt, đành phải một bên đón đỡ, một bên thì tiếp tục lao về phía trước. Trong nháy mắt, hai người bọn hắn liên tiếp gặp phải mấy chục đợt công kích từ đám khôi lỗi ở phía dưới tất cả đều bị Thạch Xuyên không ngăn lại, ngoại trừ ngẫu nhiên hỗ trợ ra, còn lại tất cả tinh lực của Hàn Lập đều dồn vào việc bỏ chạy. Thế nhưng cho dù thế nào thì từ bốn phương tám hướng vẫn không ngừng có khôi lỗi từ trong lòng đất chui ra, đầu nhập vây công bọn hắn, nhìn tới đâu cũng chỉ thấy vô số khôi lỗi lít nha lít nhít giống như một vùng biển cả. Nương theo tiếng gầm nhẹ, gần trăm con khôi lỗi đầu sói đầu hổ lần nữa vọt lên, binh khí trong tay đan sen thành một tấm lưới tử vong, chụp xuống đầu hai người bọn hắn. Giờ phút này, sắc mặt thạch xuyên không trắng bệch như tờ giấy, hai tay vung múa, trường côn tím đen trong tay lại lần nữa hóa thành một cơn lốc xoáy bão táp màu tím đen, quét về phía đám khôi lỗi này. Tiếng nổ ầm, ầm, ầm vang không ngừng, đám khôi lỗi đánh tới đều bị đánh bay, thế nhưng thạch xuyên không cũng vì đó mà ộc một tiếng, từ trong miệng phun ra một bãi máu lớn. Chân cực chi mồ bên ngoài người y cũng chấp liên tục, trở nên ảm đạm rất nhiều. Trường côn tím đen trong tay mơ hồ cũng không nắm nổi, đánh rơi xuống dưới. Thạch đạo hiếu, người cứ tiếp tục như vậy, khả năng sẽ không chịu nổi. Sắc mặt Hàn Lập khẽ thay đổi, chẳng qua thương thế tái phát, còn chưa có chết, Thạch Xuyên không miễn cưỡng nói ra, chợt âm thanh hưu, hưu, lại truyền đến, lại một đợt mưa tên như lôi điện bắn tới, số lượng so với lúc trước càng nhiều hơn không ít. Trước hết người cứ khôi phục lại một chút đi đã, mọi chuyện còn lại cứ giao cho ta. Cánh tay trái Hàn Lập khẽ động, kẹp Thạch Xuyên không vào mạn sườn, nói ra. Trong lúc nói chuyện, cánh tay phải hắn vung múa xung quanh, loan đao trong tay lần nữa hóa thành đạo đạo đao mang, ngăn trái, đỡ phải và trước mặt, ngăn cản ba hướng mũi tên màu lam đang bắn đến, duy nhất chỉ có những mũi tên bắn từ phía sau là hắn không để ý đến. Ầm ầm ầm, mười mấy mũi tên màu lam từ phía sau bắn vào lưng Hàn Lập, tuy nhiên lại bị chân cực chi mô của hắn ngăn lại. Chân cực chi mô rung động kịch liệt nhưng rất nhanh ổn định lại, Hàn Lập liền mượn nhờ lực của những mũi tên này, tạo thành lực đẩy, đẩy tốc độ của hắn lên, bay một đoạn rất xa về phía trước. Thạch Xuyên không thấy cảnh này, âm thầm bội phục đảm lược của Hàn Lập, tiếp đó y lấy ra một viên đan dược ăn vào, vội vàng nhắm mắt điều tức. Mưa tên qua đi, hơn trăm bộ khôi lối phía dưới lần nữa vọt lên trước, dường như che kín cả bầu trời, ào về phía bọn hắn, đao kiếm trong tay cùng lúc chém ra, trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh che khuất cả tầm nhìn. Trên hai chân Hàn Lập lóe lên hào quang, thân hình lao về phía trước, đâm vào trong đám khôi lỗi, loan đao trong tay chém ngang ra. Một đạo đao quang sáng như tuyết hiện ra, lập tức chặt đứt ngang hơn 10 bộ khôi lỗi trước mặt. Cùng lúc đó, dưới chân hắn lăng không đá ra, huyễn hóa từng đạo thối ảnh, đá trái đá trái, đá đám khôi lỗi đang tiếp cận hai bên bay ra ngoài. Đúng lúc đó, sau lưng hắn, đám khôi lỗi trong tay cầm đao cầm kiếm chợt chém vào lưng của Hàn Lập. Hắn lại làm theo cách cũ, không lách mình né tránh, mà lấy chân cực chi mô đang bao phủ bên ngoài người đón đỡ. Trong tiếng vang ầm, ầm liên tiếp, cả người Hàn Lập bị đánh bay về phía trước, chân cực chi mô sau lưng run lên dữ dội, khiến cho sắc mặt hắn có hơi trắng bệch. Trong miệng Hàn Lập rên lên một tiếng, thầm vận chuyển thiên sát chấn ngục công, thân hình không ngừng lại chút nào, mượn lực lượng bay nhanh như lôi điện về phía trước, một hơi đụng bay hơn 10 bộ khôi lỗi, rốt cuộc cũng xông ra khỏi vòng vây. Nhưng mà khó khăn lắm chỉ vừa mới bay ra được khoảng chừng mấy trăm trượng thì nương theo một tiếng rít gào chói tai hưu hưu vang lên, vô số mưa tên lần nữa bay vụt tới. Cánh tay hắn khẽ động, vô số đao quang lần nữa hiển hiện, cuốn về phía những mũi tên. Trong nháy mắt, gần nửa ngày trôi qua, không biết Hàn Lập đã đón đỡ công kích của đám khôi lỗi phía dưới bao nhiêu lần, cho dù lấy thực lực cường đại của hắn, giờ phút này cũng dần cảm thấy mệt mỏi, khuôn mặt lộ vẻ tái nhợt, chân cực chi mô bên ngoài cũng ảm đạm, mỏng manh đi rất nhiều. Trước đó thương thế thạch xuyên không bột phát ra, mặc dù đã phục dụng đan dược, khôi phục một chút nguyên khí nhưng vẫn như không thể nào động thủ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, còn mảnh phế tích thật lớn phía dưới, thật sự vượt quá sức tưởng tượng của bọn hắn, cho tới bây giờ vẫn không có chút dấu hiệu nào dừng lại, vô số khôi lỗi tính bằng hàng nghìn, vô thiên cái địa lao tới hai người. Lúc này khôi lỗi không chỉ có mỗi ba loại nữa, mà còn xuất hiện một loại cự viên khôi lỗi tay cầm lang nha đại bổng. Mặc dù số lượng ít nhưng khí lực bọn chúng lớn vô cùng, động tác càng linh mẫn không gì sánh bằng, gần như có được thần trí, so với ba loại khôi lỗi kia còn khó đối phó hơn. Hưu, hưu, hư, ư, ư. Vô số mũi tên màu lam từ phía dưới bắn tới, trong mưa tên thình lình còn kèm theo từng khối đá màu đen, phát ra tiếng rít đáng sợ. Những khối đá này chính là do những cự viên khôi lỗi kia mạnh mẽ ném ra. Hàn Lập khẽ quát một tiếng, loan đao trong tay lần nữa nhanh chóng vung lên, chém vỡ mưa tên và mưa đá, đồng thời cả người liên tục trốn tránh. Giờ phút này, chân cực chi mô bên ngoài đã suy yếu rất nhiều, hắn không dám dùng để đón đỡ công kích của đám khôi lỗi phía dưới nữa, cho nên tốc độ chạy trốn từ lâu đã giảm đi rất nhiều. Đúng lúc đó, một tiếng vèo, một đạo lam ảnh thật lớn từ phía dưới nhanh chóng phóng đến, không ngờ là một con cử viên trên người mặc áo giáp màu xanh lam, so với đám khôi lỗi khác còn lớn hơn gấp đôi, chính là cử viên khôi lỗi. Vậy mà cử viên khôi lỗi này không để ý gì đến mưa tên xung quanh, thừa dịp lúc Hàn Lập phải né tránh, liền vung cánh tay vượn cường tráng lên, cây lang nha đại bổng trong tay hóa thành một đạo lam ảnh, vù một tiếng, hung hăng đánh vào giữa lưng của Hàn Lập. Chương 942: Thoát khốn Hàn Lập Dường đã sớm dự liệu được một kích này của khôi lỗi cự viên, huyền khiếu trên hai chân chợt lóe hào quang, lập tức lách mình sang bên nửa trượt, tránh được một gậy như trẻ che này. Đồng thời, bạch quang chợt lóe, loan đao trắng muốt phung lên như sấm sét, lướt qua cổ khôi lỗi cự viên. Suy một tiếng, cái đầu khỉ to lớn bị chém bay đi, chỉ còn thân thể khôi lỗi rơi xuống. Hàn Lập tuy dùng một đao chém chết khôi lỗi cự viên, nhưng lại không thể phân tâm né tránh, lập tức bị mấy mũi tên và một tảng đá lớn đánh trúng trên người hắn nổ vang mấy tiếng, đám mũi tên cùng tảng đá kia bị chấn vỡ, chân cực chi mô trên người hắn rung lên ông ông, tinh quang toán loạn. Mấy mũi tên dấu mạnh cũng không đáng kể, nhưng khối đá lại ẩn chứa lực đạo cực lớn, kinh lực xuyên qua cả chân cực chi mô, xoáy vào trong cơ thể hắn, làm cho khí huyết nhộn nhạo một hồi, không hề dễ chịu. Có điều, hiện tại không phải lúc bận tâm chuyện đó, hàn lập hít sâu một hơi, nương theo dư chấn bay vọt lên trước nhìn xuống một vùng phế tích cùng với đại quân khôi lỗi vô cùng vô tận bên dưới, trong lòng Hàn Lập không khỏi nảy sinh cảm giác tuyệt vọng. Tuy rằng lực lượng thân thể hắn không kém, nhưng trải qua thời gian dài ác chiến, cũng dần dần trở thành nhỏ mạnh hết đà, bốn phương tám hướng xung quanh hắn hiện giờ là vô cùng vô tận khôi lỗi, nếu không mau chóng thoát khốn, chỉ sợ hôm nay phải vùi thây trốn này. Lệ đạo hiếu, người bỏ ta lại, một mình chạy đi thôi, mình ngươi hẳn là có thể thoát khỏi nơi này. Thạch Xuyên không đột nhiên nói ra. Hàn Lập không nói gì, toàn lực vung vẩy loan đao, đánh bay đám mũi tên xung quanh hắn. Vừa mới chật vật thoát khỏi đám loạn tiến, siêu, 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 từng đạo từng đạo thân ảnh khôi lỗi lại từ dưới đất toán loạn bay lên, tiếp tục vây đánh hai người bọn hắn. Hàn Lập không hề sợ hãi, trực tiếp nhào vào giữa đám khôi lỗi đó, tung hoành chém giết. Tinh quang trên người hắn tuy rằng không còn người sáng như lúc trước, nhưng động tác vẫn cực kỳ linh hoạt, phảng phất như du ngư luồn lách giữa đám khôi lỗi, ánh đao sáng lóa liên tục lóe lên, thi thoảng lại có một đầu khôi lỗi rơi dụng trong không trung. Trải qua nửa ngày chém giết, khiến cho Hàn Lập càng thêm thành thạo ứng phó với công kích của khôi lỗi. Thân hình hắn chợt khẽ động, tránh thoát công kích của một con khôi lỗi hổ thú, Hàn Lập vung tay, loan đao trắng muốt lướt qua cái cổ nó, đem đầu lâu cắt xuống. Đúng lúc này, phía trước lóe lên hai đạo ánh sáng màu lam, hai cây đại bổng nhanh sói thô to bắn ra từ đám khôi lỗi cách Hàn Lập một trượng, trong khoảnh khắc đã đến bên người hắn. Lần lượt một trái một phải nhanh chóng quét về bên hông Hàn Lập. Đồng thời, lại thêm hai đầu khôi lối cự viên nhảy ra từ nhóm khôi lối phía sau hắn, cự bổng trong tay chúng đồng loạt đánh vào sau ót Hàn Lập. Bốn con khôi lối cự viên này phối hợp cực kỳ xảo diệu, bốn cây cự bổng từ bốn hướng khác nhau vây lấy Hàn Lập vào giữa, không chừa cho hắn đường lui. Sắc mặt Hàn Lập phát lạnh, cánh tay huyễn hóa thành một đảo ảo ảnh, vô số đao mang màu trắng theo đó xuất ra, dồn dập chém lên bốn cây cự bổng. Tiếng dao phong ầm ầm gào thét, bốn cây cự bổng bật ngược lại, tiếp theo đám khôi lỗi cự viên đồng thời bị đánh bay. Mà thân thể Hàn Lập sau đó cũng phải hứng chịu chấn động cực mạnh, sắc mặt đột nhiên trắng bệch như tờ giấy, một tia huyết sắc cũng không còn, tinh quang trên người hắn hỗn loạn một hồi, cả người run rẩy như sắp rớt xuống từ trên không. Nhưng đúng lúc này cây chìa khóa đỏ như máu trong lồng ngực hắn chợt lóe lên huyết quang, một luồng ánh sáng đỏ rực từ trong nó tuôn ra, thẩm thấu vào trong cơ thể Hàn Lập. Đoàn ánh sáng này tiến nhập vào cơ thể hắn, lập tức hóa thành một luồng khí tức nóng bỏng, nhanh chóng lan ra toàn thân, ngấm sâu vào bên trong xương cốt tứ chi. Cỗ nhiệt lưu này so với luồng khí nóng mà chìa khóa hiển lộ ra lúc trước có chút khác biệt, thoạt giống như lực lượng máu huyết, nhưng thực chất lại là lực lượng tinh thần, hơn nữa cường đại dị thường. Luồng khí nóng này tràn ra khắp thân thể Hàn Lập, cuốn đi tất cả mệt mỏi do chiến đấu lúc trước sinh ra, nguyên khí của hắn lập tức hồi phục, huyền khiếu trên thân lại đại phóng hào quang, chân cực chi mô cũng theo đó phục hồi nguyên trạng. Hắn khẽ giật mình, trong lòng mừng rỡ, cánh tay vung lên một cái, tầng tầng lớp lớp đao ảnh trắng muốt sáng lóa, lớn hơn trước gấp bội tuôn ra, cuốn đi toàn bộ khôi lỗi trong phạm vi vài chục trượng xung quanh. Thanh âm suy, suy, vang lên, cả đám khôi lỗi hầu như đều bị tiêu diệt một cách đơn giản, kể cả bốn đầu khôi lỗi cự viên nọ. Lệ đạo hiếu, ngươi làm sao? Thạch xuyên không thấy hàn lập nguyên bản đã lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng trong nháy mắt đột nhiên khôi phục thần thông như cũ, thần tình lộ ra vẻ chấn động. Đừng nói nữa, trước hết mau chóng thoát thân hàn lập ngắt lời y thân hình lao vút về phía trước nguyên khí trong cơ thể hắn đã hồi phục toàn bộ tốc độ lập tức tăng mạnh trong nháy mắt cả hai đã bay về phía trước được hai ba canh giờ một mảnh sa mạc đỏ rực như lửa xuất hiện ở phía trước khu phế tích đột một chấm dứt tại biên giới tiếp giáp với hỏa hồng sa cuối cùng cũng kết thúc hai mắt hàn lập sáng ngời đúng lúc này đám khôi lỗi phía dưới đồng loạt gầm lên giận dữ điên cuồng phát ra công kích bọn khôi lỗi đầu rắn liên tục bắn đi những mũi tên dài Ùn ùn kéo đến che lấp thân hình hai người Hàn Lập, mà những con khôi lỗi khác cũng không sợ bị tên bắn ngộ thương, tất cả nhảy lên không chung công kích Hàn Lập. Hàn Lập quát lớn một tiếng, thân thể đại phóng tinh quang, thân hình đột nhiên huyễn hóa thành một đạo bạch ảnh lao vọt đi, xông qua vòng vây đại quân khôi lỗi mà chém giết, mặc cho chúng điên cuồng ngăn trở, cũng không thể nào cản bước hắn. Vèo một tiếng rất nhanh, hai người Hàn Lập bay vút ra từ giữa đại quân khôi lỗi, tiến vào bên trong Hỏa Hồng Sa. Chẳng biết tại sao Dường như những con khôi lối kia không dám bước vào hỏa hồng xa, tất cả dừng lại ở biên giới sa mạc này, chỉ biết hướng về hàn lập gào thét không thôi, cho đến lúc thân ảnh bọn hắn biến mất nơi chân trời, chúng mới chậm rãi tản đi. Hai người hàn lập bay vào bên trong sa mạc đã được một khoảng thời gian bằng bữa cơm, mắt thấy đằng sau không có khôi lỗi đuổi theo, lúc này mới thở ra một hơi, phi độn về phía trước thêm một lát nữa, rồi dừng lại thân hình, đáp xuống mặt đất. Bề mặt sa mạc tỏa ra nhiệt độ rất cao, khiến cho bầu không khí xung quanh cuộn lên một chút. Nhiệt độ trong sa mạc lúc này tuy cao, nhưng cũng không ảnh hưởng gì lớn đến hai người hàn lập. Xem ra những khôi lối kia không có đuổi theo nữa rồi, nơi đây tuy rằng rất nóng, nhưng nhiệt độ cũng không quá cao, chắc hẳn không tạo thành nguy hại quá lớn đối với những khôi lối kia mới phải, không biết vì sao chúng nó đột nhiên dừng lại. Thạch Xuyên không nhìn về hướng phế tích một cái, nghi hoặc nói ra. Theo suy đoán của ta, đám khôi lối kia sợ rằng không phải không thể, mà là không dám. Hàn Lập hơi trầm ngâm nói ra, đúng, tám phần là như thế. Thạch Xuyên không hồi tưởng lại tình huống vừa rồi của bọn khôi lỗi, gật đầu nói. Quên chuyện này đi, lại nói vừa rồi bên trong phế tích, Thạch Đạo Hữu ngăn cản ta chạm vào tầng mây vàng trên trời, không biết là vì cớ gì. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn lên không trung, trên bầu trời nơi này cũng lơ lửng một tầng mây vàng nồng đậm, mơ hồ có thể nhìn thấy từng đạo từng đạo ánh sáng chốc chốc lại lóe lên. Trên đó có một loại cấm chế lợi hại, nếu chạm vào, chắc chắn sẽ bị nó công kích. Thạch Xuyên không vừa nói, vừa lật tay lấy ra một thanh đoạn đao. Toàn thân đao này trắng như tuyết, được khắc lên vô số tinh thần phù văn, chấp động nhẹ nhẹ, rõ ràng là một kiện tinh khí với phẩm cấp chỉ bằng một nửa loan đao trong tay hàn lập. Gã vung tay lên, đoạn đao hóa thành một luồng sáng trắng phá không mà đi, rất nhanh đụng phải tầng mây vàng, chui tọt vào bên trong. Đám mây vàng dường như bị kích thích, cuộn lên mãnh liệt một hồi, ánh sáng trắng chấp động liên tục bên trong đám mây rồi tụ lại ở một chỗ, trong nháy mắt hóa thành một tia xét chói lòa vừa thô vừa to bổ vào đoàn đao tiếng xét đánh vang lên chát chúa đoàn đao nổ tung lập tức tan biến vào hư không sau đó tia xét tản đi rất nhanh hóa thành vô số điểm sáng biến mất bên trong đám mây vàng hàn lập chứng kiến cảnh này trong lòng giật thót lúc trước chưa biết lực lượng bên trong đám mây vàng đáng sợ ra sao hắn từng có điểm tò mò với tầng mây này định tới tra xét một chút chỉ là bởi vì tình thế bắt buộc không có thời gian để phân tâm may mắn là hắn còn chưa lỗ mãng hành động nếu không bị tia xét màu trắng kia thô bạo đánh chúng thì không chết cũng trọng thương làm thế nào thạch đạo hữu biết được trong đám mây tồn tại loại lực lượng đáng sợ kia hàn lập nhanh chóng thu liếm thần sắc hỏi có trong tư liệu tam ca đưa cho ta thạch xuyên không ảm đạm trả lời tam hoàng tử đối với tình huống bên trong đại khư quá mức hiểu rõ a à, không lẽ hắn đã tới đây hàn lập nhíu mày ta cũng không biết thạch xuyên không khẽ giật mình lập tức lắc đầu vẻ mặt hàn lập do dự còn chưa hỏi lại nơi đây xem như khá an toàn chúng ta nghỉ ở chỗ này một chút sau đó lại tiếp tục đi a à. thạch xuyên không đề nghị sắc mặt y sớm đã trắng bệch lộ rõ sự mệt mỏi vô cùng hàn lập nhìn thạch xuyên không một cái nhẹ gật đầu trải qua một trận ác chiến thiên hôn địa ám hắn quả thật cũng cảm thấy rất mệt mỏi hai người dò xét xung quanh một hồi không phát hiện nguy hiểm gì liền cùng lấy ra đan dược rồi ăn vào khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi đào mắt đã qua ba ngày Thạch đạo hiếu, thương thế của ngươi sao rồi? Hàn lập hỏi, đã không còn đáng ngại, sẽ không ảnh hưởng hành động của chúng ta đâu, chỉ cần tốn thêm chút thời gian nữa là hoàn toàn hồi phục. Thạch xuyên không vui vẻ cười nói, vậy là tốt rồi, tiếp theo nếu gặp kẻ địch, ngươi không cần ra tay, cứ an tâm chữa thương là được. Hàn lập gật đầu nói, hai người lập tức thương lượng một chút phương án hành động kế tiếp, bọn hắn đều không biết gì về hỏa hồng sa này, không biết tiến vào bên trong sẽ là hung hay là cát khu phế tích kia đương nhiên không thể nào quay lại, hai người Hàn Lập quyết định rất nhanh, bọn hắn sẽ tiếp tục đi sâu vào trong phiến sa mạc đỏ như lửa này. Diện tích hỏa hồng sa lớn kinh người, hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn, hai người một đường tiến lên, đã đi hơn hai tháng, vẫn như cũ chưa đến được tận cùng. Trên đường đi tuy không gặp nguy hiểm gì, nhưng cũng không tìm được bảo vật gì hết, ngoại trừ cắt đỏ minh mông khắp nơi, cái gì cũng không có gặp. Không thể tưởng được bên trong đại khư lại tồn tại một vùng riêng biệt rộng lớn như này. Hàn Lập vẫn tiến về phía trước, sau lưng cuộn lên một đám cát bụi đỏ quạch. Có lẽ nào chúng ta đi sai hướng, giờ vẫn đang lang thang ở biên giới đại khư. Thạch Xuyên không theo sát bên cạnh Hàn Lập, nhíu mày nói ra. Lực lượng tinh thần bên trong đại khư vô cùng nồng đậm, rất có lợi cho việc trị thương. Hơn hai tháng đã qua, thương thế trong cơ thể gã đều đã khỏi hẳn. Có lẽ là không, ta cảm nhận được lực lượng tinh thần trong hư không nơi này nồng đậm hơn một chút so với trước đây, chúng ta hẳn là đã tiếp cận trung tâm đại khư rồi. Hiện tại mà thay đổi phương hướng cũng chưa chắc đã đúng, chỉ bằng kiên trì tiến lên phía trước, ta không tin không thoát khỏi nơi đây. Hàn lập quan nhìn xa xăm phía trước nói ra, ngươi nói cũng phải, thạch xuyên không nghe vậy gật đầu. Ồ, hàn lập khẽ kêu lên một tiếng, cước bộ dừng lại, phóng tầm mắt ra xa, gương mặt lộ vẻ kinh hỉ. Chương 943, Tòa tế đàn thứ hai. Lệ đạo hiếu, có phát hiện gì à? Thạch xuyên không thấy thế, vội hỏi quả thật có phát hiện chút ít, đi theo ta. Hàn lập gật đầu, bước nhanh hơn, ước chừng một khắc đồng hồ sau, hai người ngừng lại một trước một sau, đồng thời nhìn tới phía trước. Chỗ sa mạc cuối tầm mắt, thình lình xuất hiện một con sông to lớn. Con sông bao la, hùng vĩ, rộng chừng hơn 10 dặm, nước sông cũng hiện ra màu đỏ sậm, cuốn lên vô số sóng lớn, chảy ù ù. Hàn lập đi đến bờ sông, thoáng thăm dò nước sông màu đỏ này. Nước sông màu đỏ này tràn ngập nhiệt độ cực nóng, phảng phất như nham thạch nóng chảy, trên mặt hắn không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Không thể tưởng được trong sa mạc lại có con sông, ta cảm thấy kế tiếp chúng ta nên đi dọc theo dòng chảy con sông. Sông này có vẻ cổ quái, chắc là hạ lưu sẽ kỳ lạ. Thạch xuyên không suy nghĩ một chút, nói như thế, ta cũng đang có ý này. Hàn lập gật đầu nhẹ, hai người lập tức thay đổi phương hướng, đi dọc theo con sông màu đỏ, tiến về phía hạ lưu, đi 4 năm ngày liền phát hiện một ốc đảo to lớn xuất hiện ở phía trước. Tuy nói là ốc đảo, cây cối lớn phía trên lại hiện ra màu đỏ sậm, những cây khác đều toàn thân trắng muốt. Thảm thực vật bên trong ốc đảo cao lớn rậm rạp, đỏ trắng giao nhau, thoạt nhìn có chút rực rỡ tươi đẹp. Hai người nhìn thấy ốc đảo, tuy rằng hơi vui mừng, nhưng không quá xúc động, liếc nhau rồi từng người thu liếm khí tức, leo lên ốc đảo, đi sâu vào bên trong. Lệ đạo hiểu, người xem, hai người đi vào một đoạn, thạch xuyên không chợt gọi hàn lập lại, chỉ về phía rừng rậm phía trước. Hàn lập nhìn sang, chỉ thấy trong rừng mơ hồ có thể thấy một dấu chân, thoạt nhìn vẫn còn tương đối mới, hẳn là trước đó không lâu mới có người đi qua lưu lại. Xem ra có người tới chỗ này trước chúng ta rồi, không biết là địch hay bạn, ngàn vạn lần chú ý. Hàn lập truyền âm nói ra, thạch xuyên không ngưng trọng gật đầu, hai người tiếp tục đi tới, đồng thời lưu ý dưới chân, kết quả càng đi tới, phát hiện dấu chân càng nhiều. Căn cứ số lượng dấu chân để lại, trước khi bọn hắn tiến vào nơi đây hẳn là một đám người, nhân số đoán chừng khoảng 4 người hai người rất nhanh xuyên qua cánh rừng rậm rạp cảnh sắc phía trước sáng tỏ thông suốt một tòa thành chỉ thật to tọa lạc ở phía trước bên trong thành đứng vững từng tòa kiến trúc nóc nhà nhọn hoắt phảng phất như một thanh cự kiếm đâm thẳng lên trời toàn thân đều là màu đỏ hồng hàn lập và thạch xuyên không lướt nhau lặng yên không một tiếng động tiến lên đi vào trong thành qua cánh cửa nửa khép nửa mở kiến trúc trong thành cũng có chút mục nát nhưng so với chỗ phế tích lúc trước thì đỡ hơn nhiều phần lớn kiến trúc chủ thể vẫn bảo trì nguyên vẹn hai người tìm kiếm một phen ở phụ cận cửa thành, rất nhiều kiến trúc nơi đây bên trong đều trống không, hơn nữa còn thấy dấu vết bị người tìm kiếm qua, hẳn là đám người đi trước đã làm, không tìm được bất kỳ vật gì. Thật sự là kỳ quái, không phải nói bên trong đại khư có vô số chân bảo sao. Chúng ta tiến vào nơi đây cũng đã qua một đoạn thời gian, ngoại chưa tìm được hai kiện tinh khí, căn bản không tìm được bảo vật gì. Thạch Xuyên không có chút không cam lòng truyền âm nói ra. Có thể tìm được một hai kiện tinh khí, đã là thu hoạch không nhỏ rồi. Đi thôi, nơi đây đã bị đám người đi trước tìm qua một lần, đoán chừng sẽ không lưu lại cái gì, chúng ta trực tiếp đi vào trung tâm thành xem, hy vọng có thể tìm được ít đồ tại đó, chỉ có điều phải ngàn vạn lần chú ý. Hàn Lập cười truyền âm trả lời, Thạch Xuyên không nghe vậy tinh thần chấn động, đáp ứng. Hai người kín đáo đi sâu vào bên trong thành, thành trì cũng không lớn, bọn hắn rất nhanh liền đến trung tâm, sắc mặt đồng thời biến đổi chỉ thấy trung tâm thành trì là một quãng trường có diện tích khá lớn một tòa tế đàn to lớn đứng vững ở nơi này toàn thân tòa tế đàn này có màu đỏ thắm chỉ là xem vẻ ngoài rất giống với tòa tế đàn màu xám bạc lúc trước gặp trong tòa phế tích kia cổng vào tế đàn treo một tấm biển phía trên viết ba chữ huyền văn to u minh điện nơi này và tòa tế đàn lúc trước thoạt nhìn rất giống nhau bên trong hẳn là cũng có thứ tốt chúng ta có nên đi vào xem hay không hai người trốn ở trong tòa kiến trúc phụ cận cổng tế đàn nhìn đại môn tế đàn rộng mở, Thạch Xuyên không có chút kích động truyền âm nói. Vậy vào xem, chỉ có điều vừa rồi trên đường đi cũng không gặp đám người đi trước kia, ta nghĩ lúc này chỉ sợ bọn hắn cũng đã tiến nhập nơi này, ta vẫn nói câu lúc trước, ngàn vạn lần chú ý. Hàn Lập nhìn tế đàn phía trước, hơi trầm ngâm rồi nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, Thạch Xuyên không vỗ lồng ngực nói ra, đi thôi, Hàn Lập lướt ngược gã một cái, truyền âm nói một tiếng thân hình hai người nhoáng một cái lướt qua các tòa kiến trúc, hóa thành hai đạo khói xanh, chấp động một cái liền chui vào cổng tế đàn. Sau khi thân hình hai người lướt vào cổng tế đàn không lâu, trên mặt đất cổng vào chấp động bạch quang, hiện ra một đồ án hình bầu dục. Đồ án này rõ ràng là từ tám cái phù văn tinh thần tạo thành, từng cái đều phức tạp vô cùng, vượt xa những phù văn tinh thần mà Hàn Lập học được từ lục hoa phu nhân. Hình đồ án chậm rãi sáng lên, từng đạo bạch quang từ trong hiển hiện ra, hội tụ lại chính giữa, hình thành một vết dọc màu trắng, phối hợp với khung bên ngoài thoạt nhìn thật giống một con mắt vết dọc màu trắng khẽ run rẩy vài cái thoạt nhìn giống như con mắt đang nhìn sâu vào trong cổng vào rồi rất nhanh liền ảm đạm xuống biến mất không thấy hàn lập và thạch xuyên không hoàn toàn không biết tình huống sau lưng sau khi tiến vào đại môn liền chạy vào sâu bên trong sau cổng tế đàn là một thông đạo dài mấy trăm trượng giống như thông đạo trong tế đàn xám bạc lúc trước trên vách tường hiện đầy trận văn khắp nơi tràn ngập một cỗ lực lượng cấm chế giam cầm lực lượng thần thức lại chỉ là lực lượng cấm chế nơi này hơi yếu hơn so với tế đàn sám bạc lúc trước, thần thức Hàn Lập còn có thể miễn cưỡng ly thể hai ba trượng. Hai người cẩn thận đi đến đường hành lang, một gian cự sảnh lớn chừng ngàn trượng xuất hiện ở phía trước. Ánh sáng trong sảnh sáng ngời, không có vật gì khác, bốn phía trên vách tường có những hố lõm hình vuông rộng khoảng trượng, nhiều chừng hai ba trăm hố, bên trong đều trống rỗng. Mà bên trong sảnh, giờ phút này có vô số khôi lỗi màu đỏ thắm nằm đầy mặt đất, thoạt nhìn đều là hình người, đã bị người hủy đến thất linh bát lạc. Trên mặt đất gồ ghề là một mảnh hỗn độn, hiện đầy dấu vết chiến đấu. Ngũ tạng trong cơ thể khôi lỗi màu đỏ đều đầy đủ, mảng lớn dịch nhờn màu bạc từ trong thân thể tàn phế tuôn ra, chảy trên mặt đất, giống với loại khôi lỗi hắc viên mà Hàn Lập gặp từ đầu nhưng những con khôi lỗi này lúc trước cùng chiến đấu với khôi lỗi lang thú và đầu hổ lại không giống như hiện tại, trong cơ thể không hề có ngũ tạng, chỉ dùng tài liệu qua loa luyện chế thành. Hàn Lập thấy cảnh này, ý nghĩ trong đầu chuyển động, mơ hồ có một tầng nhận thức với khôi lỗi trong đại khư này. Hắn tiện tay nhặt lên một khối tàn thể khôi lỗi, hai mắt nhìn kỹ, ánh mắt chấp động bỗng nhúc nhích. Tàn phiến khôi lỗi này phảng phất dùng hỏa ngọc chế tạo thành, giờ phút này tuy đã là một khối tàn phiến, vẫn như cũ chấp động lên từng trận tinh quang lửa đỏ, thoạt nhìn linh tính phi thường, phẩm chất bất phàm, vượt xa tài liệu dùng luyện chế khôi lỗi hắc viên, sức mạnh chỉ sợ cũng trên nó. May mắn những khôi lỗi này đã bị người đi trước hủy diệt, nếu không bị hơn 10 đầu khôi lỗi như thế này vây công, hắn cũng thấy khó giải quyết. Nhưng nghĩ xa hơn, những người đi trước kia có thể diệt trừ những khôi lỗi này, sức mạnh tất nhiên không phải chuyện đùa. Nơi này có chút nguy hiểm, cần phải chú ý. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, chậm rãi nói ra. Thạch Xuyên không dường như cũng hiểu rõ tình cảnh trước mắt, sắc mặt ngưng trọng. Hai người không có dừng ở nơi này lâu, cất bước đi tới chỗ sâu trong cửa sảnh. Sau cửa sảnh có một cánh cửa, đằng sau cánh cửa là một thông đạo với ánh sáng ảm đạm, Đi sâu vào trong. Hàn Lập tiếp tục đi tới, nhìn những mảnh vỡ khôi lỗi đầy mặt đất xung quanh, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Khôi lỗi nơi đây bị hủy rất vụn, không giống như là do kịch chiến, mà có vẻ giống như có người muốn tìm thứ gì đó trong người khôi lỗi nơi này nên sau đại chiến, những khôi lỗi này bị chém tung ra, biến thành hiện trạng thế này. Trong cơ thể khôi lỗi này có đồ vật gì đó, đáng giá hao tâm tốn sức đi tìm như vậy. Rất nhanh hai người xuyên qua đại sảnh, tiến nhập vào trong thông đạo đằng sau hàn lập lập tức lắc đầu thu nhiếp tinh thần không suy nghĩ nhiều cái khác nữa vừa đi dọc theo thông đạo tiến về phía trước vừa tập trung tư tưởng suy nghĩ dò xét tình huống chung quanh thông đạo cũng không phải là đường thẳng uốn lượn không thôi hơn nữa địa thế đang không ngừng xuống thấp xuyên qua một đường rẽ phía trước đột nhiên xuất hiện ba ngã rẽ giống nhau như đúc bên trong ba ngã rẽ phía trước ánh sáng cũng hơi lờ mờ nhìn không được xa thạch xuyên không quay đầu nhìn về phía hàn lập không nói gì nhưng ánh mắt gã hiển nhiên là đang hỏi, đi ngã nào. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua ba ngã rẽ, rất nhanh dừng trên mặt đất ở lối đi chính giữa. Tuy rằng cực kỳ mơ hồ, vẫn có thể thấy được trên lối này có mấy dấu chân đi vào sâu bên trong. Còn ở hai lối đi bên cạnh không để lại dấu vết người đã đi qua. Đi hai hướng kia, thông đạo chính giữa đã bị đám người trước đi qua rồi, nếu có thứ tốt, nhất định đã bị những người kia lấy đi. Đi hai bên này có lẽ có chút thu hoạch, Hàn Lập hơi trầm ngâm nói ra, Thạch Xuyên không suy nghĩ một chút, không có phản đối. Hai người thương nghị một chút, bước vào thông đạo bên phải. Thông đạo khá rộng rãi, đủ 4-5 người đi ngang, càng đi vào chỗ sâu bên trong, diện tích thông đạo mơ hồ có dấu hiệu rộng hơn. Ánh sáng màu trắng nhẹ nhẹ âm u từ trong khe đá bên trong thông đạo lộ ra, ánh sáng so với lúc đầu sáng hơn một chút. Kết quả hai người chưa có đi xa, một tiếng rít sắc nhọn bỗng nhiên từ phía trước truyền đến. Sắc mặt Hàn Lập và Thạch Xuyên không khẽ biến, lập tức dừng bước lại không chờ hai người làm gì, phía trước chợt lóe bóng trắng, một nam tử áo trắng bổ nhào đến như điện, tay cầm một thanh kiếm quang màu trắng, giờ phút này hóa thành một đạo sắc bén, đâm tới trước ngực Hàn Lập. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, Hàn Lập không khỏi cả kinh, vội vàng bước chân xê dịch, lướt ngang tránh né. Cùng lúc đó, trong tay hắn chợt lóe bạch quang, hiện ra chuôi loan đao màu trắng, vung lên, hóa thành một đạo ánh đao như lôi đình, tại thời điểm hai người giao nhau lập tức chém tới ngực nam tử áo trắng một màn quỷ dị xuất hiện, ánh đao xuyên thấu qua người nam tử áo trắng, phảng phất như chảm lên không khí, không để lại chút lực cản nào. Hàn lập thấy cảnh này, trong miệng không khỏi ồ nhẹ lên một tiếng. Thân hình nam tử áo trắng lướt gấp tới, không biến hóa chút nào, trực tiếp phóng đến thạch xuyên không ở phía sau, kiếm quang trong tay lần nữa hóa thành một đạo sắc bén, đâm tới ngực gã. Thạch xuyên không vốn giật mình nhưng phản ứng cũng không chậm, thân thể vội vàng lóe tránh sang bên cạnh, khó khăn lắm tránh thoát một kiếm này. Tốc độ nam tử áo trắng này cực nhanh, nhưng khả năng ứng biến lại hơi kém một chút, công kích hai người hàn lập thất bại, xông về trước một khoảng cách rồi mới dừng lại. Nhưng y lập tức quay người, lần nữa đánh tới hai người. chương 944, thần niệm chém phù linh. Hai người hàn lập giờ phút này mới thấy rõ hình dáng nam tử áo trắng, người này có diện mạo uy nghiêm, trang phục cả người thoạt nhìn rất giống thần tướng ở chùa miếu thế tục, toàn thân mơ hồ tản mát ra một cỗ bạch khí, thoạt nhìn không giống người thật, đây là Thiên Khôi Huyền Tướng, Thạch Xuyên không lên tiếng kinh hô. Thiên Khôi Huyền Tướng, Hàn Lập khẽ giật mình, đang tính hỏi tiếp thì nam tử áo trắng đã lần nữa bổ nhào đến trước mặt hai người, kiếm quang trong tay hóa thành từng mảng kiếm ảnh màu trắng, chém tới hai người. Hàn Lập theo bản năng chuẩn bị vung đao ngăn cản, thanh âm Thạch Xuyên không vội vàng từ bên cạnh truyền đến. Thiên Khôi Huyền Tướng có thể biến ảo hư thực, chúng ta giờ phút này không thể sử dụng ma khí, dùng đao kiếm không thể ngăn được công kích của nó, mau tránh ra. Hàn Lập nghe vậy ánh mắt chợt lóe, vội vàng tránh sang bên cạnh. Bất quá hắn cũng không có thu đao, cánh tay khẽ động, từng đạo ánh đao màu trắng như linh xà hiển hiện ra, chém lên người nam tử áo trắng. Xoẹt xoẹt theo tiếng vang truyền đến, những ánh đao đều xuyên thấu thân thể nam tử áo trắng nhưng không tạo thành chút tổn thương nào. Nam tử áo trắng tựa hồ bị hành động của Hàn Lập chọc giận, lúc này bỏ qua thạch xuyên không, đánh về phía Hàn Lập, kiếm quang trong tay hóa thành một phiến kiếm ảnh rét lạnh, phô thiên cái địa đánh xuống. Hàn Lập thấy vậy, tinh nguyệt ngoa dưới chân chấp động bạch quang, thân hình lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, chấp động bên trong vô số bóng kiếm đến vạt áo cũng không bị tổn hại chút nào. Nam tử áo trắng khẽ quát một tiếng, bạch quang quanh người chuyển động nhanh, kiếm quang trong tay theo đó sáng ngời, kiếm ảnh rét lạnh lập tức dày đặc gấp bội, bao phủ Hàn Lập vào bên trong, từ bên ngoài hầu như không thể nhìn thấy thân ảnh Hàn Lập. Thạch Xuyên không thấy cảnh này, trong lòng quính lên, đang muốn tiến lên tương trợ. Vật này ta tự mình ứng phó được, chỉ có điều ngươi tựa hồ hiểu rõ thiên khôi huyền tướng này, có biết nhược điểm gì không? Thanh âm hàn lập bình tĩnh từ trong bóng kiếm truyền ra, dường như không có chuyện gì. Thiên khôi huyền tướng thực chất là phù linh do thiên khôi phù lục biến ảo thành. Nếu ở bên ngoài có thể sử dụng thần thông phong ấn ứng phó được nhưng ở trong tích lân không cảnh này, muốn khắc chế chúng thì có chút khó khăn. Trong lòng thạch xuyên không buông lỏng, lập tức nhíu mày nói ra, dường như trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra biện pháp đối phó nam từ áo trắng. Nguyên lai là phù lục biến thành phù linh." Hàn Lập cười hắc hắc, tiếng cười chưa dứt, trong vô số bóng kiếm chợt hiện lên một đạo tinh quang, tiếp đó kiếm ảnh đầy trời chợt biến mất vô tung. Thân ảnh Hàn Lập hiển hiện ra, bàn tay xuyên qua ngực nam tử áo trắng, còn thân thể nam tử áo trắng tựa hồ cứng đơ ngay tại chỗ, không thể nhúc nhích. Thạch Xuyên không thấy cảnh này, hơi ngẩn ra. Cánh tay Hàn Lập khẽ động, rút ra khỏi ngực nam tử áo trắng, trong tay cầm lấy một tấm phù lục màu trắng, phía trên hiện ra một mảnh quang văn dài hẹp vặn vẹo quỷ dị chớp động lên bạch quang nhàn nhạt. nhạt. Phù lục màu trắng vặn vẹo không thôi nhưng bị một sợi xiềng xích óng ánh một mực cuốn lấy, chính là thần niệm chi liên. Phù lục liên tục vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Phù lục ly thể, nam tử áo trắng lập tức bục một tiếng, hóa thành vô số bạch quang phiêu tán biến mất. Ta nói lệ huynh, người đã dùng thủ đoạn gì chế ngự thiên khôi huyền tướng vậy? Đây là xiềng xích do thần niệm biến thành. Thạch xuyên không giờ phút này mới kịp phản ứng, liếc nhìn thần niệm chi liên một cái, kinh hỉ nói là ta tu luyện một vài môn thần thông thần niệm, phù lục màu trắng vẫn tiếp tục giấy ruộng. Hàn Lập không tiện thu hồi thần niệm chi liên, đành phải hàm hồ nói ra. Thì ra là thế, may mắn người có thần thông bực này, nếu không thật đúng là phiền toái. Phù này phải dùng bí thuật phong ấn phong bế hoặc là hủy đi, nếu không nó sẽ tự động hấp thu tinh khí xung quanh, lần nữa ngưng tụ thành thiên khôi huyền tướng. Thạch Xuyên không tựa hồ không để ý đến thần niệm chi liên, nhắc nhở. Phù này có chút huyền diệu, hủy đi thật là đáng tiếc, ta dùng phong ấn phong bế nó lại. Hàn lập nhìn phù lục màu trắng, nói ra, hắn có thể cảm nhận được phù này tuy bị thần niệm chi liên giam cầm nhưng vẫn không ngừng hấp thu lực lượng tinh thần xung quanh, tiếp tục dẫy dụa. Trong lòng hắn khẽ động, thần niệm chi liên quấn chặt lấy thiên khôi phù lập tức tản mát ra tinh quang nhẹ nhẹ, nhanh chóng biến hình, hóa thành một đồ án xiềng xích phong ấn, tiếp đó chợt lóe sáp nhập vào trong thiên khôi phù. Đây là hắn tham khảo cách nguyên âm ma công của phong thiên đô, lợi dụng thần niệm chi liên hình thành bí thuật phong ấn thiên khôi phù lập tức nằm yên không dẫy ruộng nữa trong mắt hàn lập hiện lên vẻ hài lòng thu thiên khôi phù vào thiên khôi huyền tướng có sức mạnh bất phàm nếu ở bên ngoài là tồn tại cấp độ kim tiên hơn nữa có thể tự động hấp thu tinh khí ngoại giới để khôi phục nếu có thể thu phục luyện hóa dưới trướng liền có một tên kim tiên có khả năng khôi phục vô hạn rồi lại nói tiếp tại chân tiên giới ta chưa từng nghe nói đến thiên khôi phù này phù này là ở thánh vực các ngươi sao hàn lập nhìn thạch xuyên không một cái nói ra cái này ta cũng không rõ lắm, có lẽ là thế, trong bảo khố ta từng thấy qua ghi chép về Thiên Khôi Phù, thật ra thì trước kia cũng chưa bao giờ thấy bên ngoài. Thạch Xuyên không gãi gãi đầu, nói ra, Hàn Lập ồ một tiếng, không hỏi nhiều nữa. Trải qua đoạn thời gian này, hai người cũng không lưu lại, tiếp tục đi vào chỗ sâu bên trong. Theo hai người không ngừng đi tới, đường hành lang phía trước càng thêm rộng rãi, ánh sáng trong thông đạo càng thêm sáng ngời, một cỗ ba động kỳ lạ từ phía trước chợt mơ hồ truyền đến hàn lập cùng thạch xuyên không trao đổi ánh mắt một cái càng thêm cẩn thận tiến lên đi về phía trước một khắc đồng hồ chuyển qua một ngã rẽ khác lối đi phía trước bỗng nhiên biến lớn mơ hồ hình thành một thạch sảnh hình vuông trong sảnh đứng vững năm cột đá màu trắng sáng óng ánh toàn thân tán phát ra từng trận tinh quang làm cho người ta phảng phất như thân ở trong tinh không năm cột đá ngoại trừ cột bên trái ngoài cùng bốn cột còn lại phía trên đều dán một tấm phù lục màu trắng thình lình chính là thiên khôi phù Thực tế tấm thiên khôi phù ở chính giữa tỏa ra chấn động lớn hơn nhiều so với ba tấm kia. Cái này là Hàn Lập chứng kiến cảnh này, nhãn tình sáng lên, đang muốn nói gì. Vào thời khắc này, bốn tấm phù lục dường như cảm ứng được, đột nhiên đều tản mát ra bạch quang chói mắt, tiếp đó thoát ly cột đá bắn ra. Bạch quang chợt lóe, bốn tấm phù lục biến mất vô tung, hóa thành bốn gã nam tử áo trắng. Trong đó có ba tấm giống như đúc tấm Hàn Lập đã phong ấn. Chỉ có tấm Thiên Khôi phù lớn nhất kia biến thành nam tử không quá giống với mấy người còn lại, thân hình cao lớn hơn rất nhiều, mặc trên người một kiện áo giáp màu trắng, eo quấn đai lưng ngọc, chân đi giày hổ, cầm trong tay một cây trường kích, thoạt nhìn càng thêm uy vũ. Hơn nữa trong mắt phù linh này chớp động hào quang, thoạt nhìn linh động phi thường. Bốn tấm phù lục biến hóa cực nhanh, Hàn Lập đang muốn thi triển thần niệm chi liên thì chúng nó đã hóa thành bốn tên Thiên Khôi huyền tướng, chợt bổ nhào về phía trước. Thực tế nam tử cao lớn mặc áo giáp màu trắng có tốc độ mau kinh người, chấp động một cái đã đến trước hai người Hàn Lập, trường kích trong tay hóa thành một đạo tàn ảnh màu trắng, đánh xuống đầu Hàn Lập. Ầm ầm, vô biên sát ý cùng với khí tức mạnh mẽ theo trường kích bộc phát ra, hình thành một cỗ khí tràng quỷ dị, bao phủ Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không bên cạnh, làm cho hai người cảm giác như thân hãm sâu trong vũng bùn. Trường kích màu trắng tuy rằng chém về phía Hàn Lập nhưng ở bên cạnh huyễn hóa ra một đạo hư ảnh, đồng thời chém về phía Thạch Xuyên không. Tốc độ trường kích thực sự quá nhanh, ngay cả Hàn Lập cũng không kịp trốn tránh. Hắn hét lớn một tiếng, chỗ mi tâm đại phóng tinh quang, hai đạo xiềng xích óng ánh vừa thô vừa to bắn ra, một cái ngăn lại trước trường kích màu trắng, đồng thời nhanh chóng quấn quanh ở phía trên nó. Một hư ảnh khác lại chợt lóe xuất hiện trên đỉnh đầu thạch xuyên không. Leng keng leng keng hai tiếng nổ mạnh, thần niệm chi liên không bị trường kích màu trắng xuyên thấu, đem chúng ngăn cản lại nhưng lập tức lại bị trường kích chặt đứt, sau đó chúng tiếp tục chém xuống hai người Hàn Lập chỉ có điều thần niệm chi liên cũng để cho hàn lập tranh thủ một chút thời gian trong miệng hắn hét lớn một tiếng huyền khiếu trên toàn thân tỏa sáng hào quang bộc phát ra một cỗ khí tức khổng lồ xé rách vùng không khí xung quanh ngươi không đủ thủ đoạn đối phó thiên khôi huyền tướng này nên rời nơi đây trước đi hàn lập đẩy mạnh thạch xuyên không về phía sau đồng thời thân hình nhoáng một cái biến mất trường kích màu trắng không chịu ảnh hưởng chút nào của khí tức hàn lập bạo phát ra chém thẳng đến vị trí hắn đứng lúc trước theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn mặt đất bị đâm thủng thành một cái hố sâu. Nam tử áo giáp bỗng nhiên quay đầu, thân hình lập tức hóa thành một đạo bóng trắng, nhanh như điện đánh tới phía sau một thiên khôi huyền tướng. Nhưng vào thời khắc này, sau lưng thiên khôi huyền tướng kia bỗng hoa lên một cái, thân ảnh hàn lập trống rỗng xuất hiện, cánh tay nhanh như tia chớp thỏ ra, chọc vào thân thể thiên khôi huyền tướng. ầm một tiếng, thân thể thiên khôi huyền tướng lập tức nước toát ra, trong tay hàn lập cầm một tấm phù lục màu trắng quấn đầy xiềng xích thần niệm, đồng thời chân hắn dẫm một cái, thân hình lần nữa biến mất. Thân ảnh Hàn Lập vừa biến mất, một thanh trường kích màu trắng xuất hiện ở vị trí đỉnh đầu của hắn trước đó, rồi như điện đâm xuống, một tiếng nổ mạnh to lớn vang lên, ngay tại mặt đất bị đâm thành một cái hố to. Tốc độ ngươi mặc dù nhanh nhưng so với ta vẫn kém hơn một chút, không bằng ngoan ngoãn làm thủ hạ của ta đi. Hàn Lập nói xong, thân ảnh chợt lóe xuất hiện bên cạnh năm cột đá, bàn tay cầm thiên khôi phù chấp động tinh quang, lần nữa hình thành một cái phong ấn xiềng xích chợt lóe chui vào trong đó thiên khôi phù giấy ruội liên tục lập tức nằm yên trở lại bị hắn thu vào nam tử áo giáp nổi giận gầm lên một tiếng quanh người đại phóng bạch quang lực lượng tinh thần trong hư không gần đó như thủy chiều hướng về phía nó chui vào trong cơ thể năm cột đá cũng sáng ngời từng cỗ bạch quang như có thực chất từ trong bắn ra mỗi một đạo bạch quang đều tản ra từng trận ba động lực lượng tinh thần mãnh liệt cuồn cuộn chui vào trong cơ thể nam tử áo giáp thân hình nam tử áo giáp lập tức phồng lên trong nháy mắt biến lớn ba phần hàn lập thấy cảnh này sắc mặt khẽ biến lập tức vung tay lên huyền khiếu trên cánh tay hắn chợt lóe hào quang một hư ảnh cánh tay như thực chất hiển hiện ra đánh vào năm cột đá một tiếng vang thật lớn năm cột đá đều bị đứt gãy bạch quang từ trong tản mát ra lập tức đình chỉ lại thân hình nam tử áo giáp cũng lập tức ngưng biến lớn trong miệng nam tử áo giáp lần nữa phát ra tiếng gầm giận dữ tựa như tiếng sấm san bằng tất cả toàn bộ mặt đất mạnh mẽ nhoáng một cái cả người Hàn Lập cũng không khỏi chấn động run lên một cái. Thân hình nam tử áo giáp nhoáng một cái biến mất, sau một khắc trống rỗng xuất hiện trước người Hàn Lập, tốc độ so với vừa rồi còn nhanh hơn một ít, trường kích trong tay hóa thành một luồng xoáy khiến hư vô như muốn vỡ nát, đánh xuống đầu Hàn Lập. Giờ phút này Hàn Lập mới kịp phản ứng, ý nghĩa trong đầu thay đổi thật nhanh, thân hình lập tức nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời chỗ mi tâm đại phóng tinh quang. Vài sợi thần niệm chi liên từ trong bắn ra, cuốn quanh luồng xoáy do trường kích biến thành, ngay sau đó một kiếm ảnh màu trắng từ mi tâm hắn lập tức bắn ra, chợt lóe biến lớn gấp mấy lần, hóa thành một chuôi cự kiếm màu trắng, chém lên luồng xoáy. Một kiếm chạm phá vạn vật mạnh mẽ từ phía trên cự kiếm màu trắng bộc phát ra, xoẹt một tiếng, chém luồng xoáy thành hai nửa. Trường kích chợt lóe hiển hiện ra, đã bị cắt thành hai đoạn. Cự kiếm màu trắng vẫn như cũ không suy yếu mà tiếp tục chém lên người nam tử áo giáp. Trên người nam tử áo giáp lập tức bị chém ra một vết sách thật dài, toàn bộ cơ thể mơ hồ bị chém thành hai nửa, Nam tử áo giáp giống giận bắn ngược về phía sau. Hàn Lập thấy cảnh này, mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn thi triển thần niệm chi kiếm chỉ là ý tưởng đột phát do ngẫu nhiên, không nghĩ tới thần niệm chi kiếm này vậy mà có thể tạo thành thương tổn cho nam tử áo giáp lớn như thế. Chương 945, lại liên thủ, Mưa tưởng chạy trốn, nét mặt Hàn Lập thoáng lộ ra kinh ngạc trong giây lát, rồi cả người thoát một cái biến mất ngay tại chỗ, một khắc sau bất ngờ xuất hiện trước người nam tử mặc áo giáp. Trên cánh tay của hắn quấn quanh từng sợi thần niệm chi liên hóa thành một đạo huyễn ảnh, bỗng chốc chui vào ngực nam tử mặc áo giáp. Nam tử mặc áo giáp bị thương nặng, khiến cho tốc độ phản ứng chậm hơn rất nhiều, bị một kích của Hàn Lập đánh trúng, cả người liền trở nên cứng ngắc. Tay Hàn Lập lập tức rút về, chẳng qua trong tay hắn còn cầm một tấm phù lục màu trắng hình tròn, hắn lập tức thi triển thần niệm phong ấn, phong bế nó lại, rồi nhanh chóng thu vào. Trong lòng của hắn mừng rỡ vô cùng, thực lực của nam tử mặc áo giáp này hơn xa mấy tên thiên khôi huyền tướng khác, không thua xem gì tồn tại thái ất cảnh. Nếu có thể thu Thiên Khôi Huyền Tướng ở cấp bậc này cho mình dùng, hiển nhiên chỗ tốt cũng không cần phải nói nhiều. Ngay đúng lúc đó, hai tên Thiên Khôi Huyền Tướng còn lại nhanh như điện nhào tới, quang kiếm trong tay hóa thành hai vệt sáng lạnh lẽo, thừa dịp thời điểm Hàn Lập phong ấn Thiên Khôi phù hóa thành nam tử mặc áo giáp, vô cùng nhanh chóng đan chéo nhau chém lên người Hàn Lập. Cả người Hàn Lập lập tức bị chém thành hai đoạn, nhưng liền lập tức tán loạn ra, hiển nhiên đó là một đạo tàn ảnh. Đúng ngay lúc đó, chợt hai tiếng sủi giòn vang gần như cùng lúc vang lên không ngờ từ trước ngực của hai thiên khôi huyền tướng thỏ ra hai bàn tay mỗi lòng bàn tay nắm lấy một tấm thiên khôi phù liền sau đó lập tức thi pháp phong ấn lại thân thể hai con thiên khôi huyền tướng lập tức nổ tung hóa thành vô số hào quang màu trắng phiêu tán khắp nơi vẻ mặt hàn lập không đổi cầm hai tấm thiên khôi phù trong tay nhanh chóng thu vào thật sự lệ đạo hữu sâu không lường được trong tích tắc đã dễ dàng thu phục đám thiên khôi huyền tướng này rồi bội phục giờ phút này thạch xuyên không mới đi tới trong lòng khâm phục vô cùng, nói ra. Quá khen, chẳng qua bí thuật của tại vừa lúc có thể khắc chế đám phù linh này thôi. Hàn lập cười nhạt một tiếng, lập tức ngồi xuống xem xét năm cây cột đá kia. Nhìn tình hình vừa rồi, dường như năm cây cột đá này có tác dụng ngưng tụ lực lượng tinh thần, cho nên năm tấm thiên khôi phù mới dán ở nơi này để ôn dưỡng. Hắn tìm kiếm một hồi trong bãi đá vụn do cột đá vỡ ra, rất nhanh lấy ra năm cây đoạn bổng màu trắng, cao hơn một xích, lớn bằng cánh tay. Phía trên mỗi cây đoàn bổng đều khắc đầy lúc nha lúc nhúc phù văn tinh thần, chính là phù văn tinh thần đặc thù của tích lân không cảnh, nhìn như đây là một bộ pháp trận tinh thần. Đây là, Hàn Lập xem xét một chút, ánh mắt khẽ sáng lên. Hắn có chút lĩnh ngộ đối với tinh thần cấm chế trong tích lân không cảnh này, mặc dù pháp trận tinh thần được khắc họa trên 5 cây đoàn bổng này vô cùng phức tạp, nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng nhìn ra. Bộ pháp trận tinh thần này chính là một bộ tụ tinh pháp trận, hơn nữa so với bộ tụ tinh trận mà hắn học được từ cảnh nguyên quan lúc trước huyền diệu hơn không biết bao nhiêu lần. Hàn lập như khát gặp mưa, chăm chú nhìn cấm chế tinh thần trên 5 cây đoạn bổng, đồng thời lấy ra một khối ngọc giản, vội khắc phù văn tinh thần cấm chế trên đoạn bổng vào trong ngọc giản. Trước khi tiến vào đại khư, hắn đã sớm chuẩn bị ngọc giản này, chính là dành cho tình huống trước mắt. Chỉ tiếc là, vì ngăn cản thiên khôi huyền tướng trở nên mạnh mẽ mà hắn đã khá mạnh tay, hiện giờ thân cây đoạn bổng có nhiều chỗ bị hao tổn, dẫn đến rất nhiều phù văn bị biến mất, không cách nào khôi phục như cũ. Tuy vậy cho dù nó không trọn vẹn, nhưng bộ tinh thần pháp trận này vẫn như cũ trợ giúp hắn không thể đo đếm được. Rất nhanh Hàn Lập ghi chép xong pháp trận không toàn vẹn này lại, rồi mang theo Thạch Xuyên không tiếp tục tiến về phía trước. Trên đường bọn hắn cũng không gặp phải đợt tập kích nào cả, hai người rất nhanh đi đến cuối thông đạo, tiến tới trước cầu thang màu đen có mấy trăm bậc. Dưới cầu thang là một lối ra vào tỏa ra ánh sáng, thông qua cửa ra vào mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đó là một cung điện trống trải cực lớn. Từng tiếng va chạm nổ vang ầm ầm từ phía trước truyền đến, trong đó còn kèm theo tiếng hô hào, giống như bên trong đang có người giao thủ. Thạch đạo hiếu, trước mắt người cứ đợi ở chỗ này, ta tới đó dò xét thử. Hàn lập truyền âm với Thạch Xuyên không, nói ra, được, vậy ngươi hãy cẩn thận. Thạch Xuyên không tự biết ẩn nặc thuật của mình ở khoảng cách quá gần rất dễ bị người bên trong đó phát hiện, cho nên gã cũng không có nhiều lời làm gì lúc này hàn lập đã vận chuyển vạn khiếu không tịch thuật lặng yên không tiếng động tới gần cửa rồi nhìn vào trong đó diện tích đại điện bên trong cửa lớn vô cùng diện tích và đại sảnh trước đó đã khá lớn thế nhưng đại điện này còn rộng hơn không chỉ gấp trăm lần mặt đất và vách tường trong đại điện đều có màu xanh đậm làm cho người ta có loại cảm giác tĩnh mịch hai bên trái phải trong điện sừng sững hai hàng cột đá cao lớn chống đỡ mái vòm kéo dài thẳng tắp về phía trước thông suốt đến cuối đại điện phía xa Hàn Lập vận dụng hết thị lực nhưng chỉ có thể thấy lờ mờ sâu trong cung điện có một cánh cửa đá lớn màu xanh đang đóng chặt. Ngoại trừ những thứ này ra thì trong đại điện không còn cái gì nữa, nhìn có chút trống trải. Mà trên mặt đất trống trải, giờ phút này có hai đám người đang giao thủ dữ dội. Một bên là hơn 10 cỗ khôi lỗi hình người màu đỏ, trong đó có ba cỗ thiên khôi huyền tướng. Còn bên kia thì có bốn người mà Hàn Lập đều biết, chính là bốn người thần dương, hiên viên hành, tôn đồ và phương thiên. Hàn Lập thấy vậy, Đuôi lông mày khẽ nhíu lại, những khôi lối màu đỏ kia cao chừng 7, 8 trượng, ngoại hình cường tráng to lớn cực kỳ, phảng phất như cự linh thần, hai tay bọn chúng đều chống chân, không cầm món vũ khí nào nhưng khi chúng phất tay lên thì từ đó bắn ra từng luồng man lực không gì sánh được, những nơi đi qua hư không đều chấn động. Hơn nữa dường như đám khôi lối màu đỏ còn am hiểu liên thủ, ngay lúc này đang đứng song song với nhau, tay chân vung về phía trước, từng luồng man lực đan xen vào một chỗ, tạo thành một cơn sóng dữ cuộn trào mãnh liệt phát ngang trong đại điện chắn trước bốn người thần dương. Mấy cỗ thiên khôi huyền tướng này đều có thực lực của nam tử áo giáp trước đây, bởi vậy thân thể có thể biến ảo hư thực nên không chịu ảnh hưởng chút nào của cơn sóng dữ do đám khôi lỗi kia tạo ra. Mấy cỗ này hành động nhanh như điện, trường kích trong tay hóa thành đạo đạo bạch ảnh, liên tục tấn công bốn người thần dương. Hiển nhiên đám người thần dương muốn đi tới cánh cửa đá màu xanh sâu trong đại điện kia nhưng lại bị đám khôi lỗi và phù linh này ngăn cản, mấy phen trùng kích vẫn bị chặn lại, không cách nào tiến lên phía trước được một bước. Đám khôi lối kia thì không nói, chủ yếu là mấy cỗ thiên khôi huyền tướng lúc công thì thực chất, lúc thủ thì vô hình, làm cho mấy người bọn họ cảm thấy đau đầu không thôi. Trong bốn người này, chỉ có mỗi tôn đồ cầm một thanh cốt kiếm mặt ngoài khắc đầy đường vân đen nhánh, lấp lóe quang mang màu đen là có thể uy hiếp một chút với đám thiên khôi huyền tướng. Trên cốt kiếm, đường vân đen nhánh thỉnh thoảng chấp động, từng vòng từng vòng gợn sóng màu đen không ngừng từ đó tuôn ra, quanh quẩn trong đại điện. Những gợn sóng màu đen này không chút ảnh hưởng nào đối với đám người thần dương và cả đám khôi lỗi. Tuy nhiên, ba tên thiên khôi huyền tướng đụng phải gợn sóng màu đen này, thân hình lập tức chậm chạp, phảng phất như lâm vào trong vũng bùn, so với tốc độ nhanh như điện khi chiến đấu với Hàn Lập thì căn bản không phát huy ra được, nếu không bốn người thần dương sớm đã trọng thương dưới tay ba tên thiên khôi huyền tướng rồi. Trong vòng chiến, ba cỗ thiên khôi huyền tướng nhanh chóng vung múa trường kích hư ảo trong tay, ngay lập tức kích ảnh màu trắng phốc phốc hiển hiện đầy trời, xen kẽ lẫn nhau, ẩn ẩn hình thành một tấm lưới lớn vô cùng nhanh chóng bao phủ xuống bốn người thần dương tôn đồ khẽ quát một tiếng đường vân trên cốt kiếm trong tay lão tỏa ra hào quang rực rỡ liền chém ra một cái kèm theo tiếng kiếm giết như kim thạch cọ vào nhau một đạo kiếm khí thật lớn phá không bắn ra chém vào tấm lưới kích ảnh lớn lưới kích ảnh thoáng cái lập tức bị xé rách kiếm quang màu đen cũng theo đó sụp đổ vỡ vụn ba cỗ thiên khôi huyền tướng và tôn đồ tự mình bắn ngược về phía sau Hàn Lập nhìn thanh cốt kiếm màu đen trong tay tôn đồ, ánh mắt khẽ động. Vừa rồi đường vân màu đen trên cốt kiếm chợt lóe lên, từ đó phát ra một cỗ dao động lực lượng phong ấn kỳ lạ, khó trách có thể ngăn cản được công kích của đám thiên khôi huyền tướng này. Lệ đạo hiếu, còn có thạch đạo hiếu, nếu các người đã đến, thì xin mời hiện thân đi, tránh một bên để dòm ngó, cũng không phải cử chỉ quang minh lỗi lạc gì. Bất ngờ tôn đồ quay đầu, nhìn về phía cửa ra vào, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Đám người thần dương nghe vậy, trên mặt cũng không lộ vẻ kinh ngạc vẫn như cũng ngăn cản công kích của đám khôi lối kia dường như sớm đã biết việc này rồi hàn lập nghe vậy hơi kinh hãi hắn tự nhận thấy vạn khiếu không tịch thuật vô cùng huyền diệu không để lộ ra chút khí thức nào hơn nữa lúc này thạch xuyên không vẫn còn ẩn núp trong thông đạo ngoài trăm trược phạm vi dò xét của thần thức ở nơi này cũng cực kỳ có hạn vậy làm thế nào mà đám người tôn đồ lại phát hiện ra bọn hắn chứ đang cân nhắc hắn khẽ quay người vẫy thạch xuyên không lại Thạch Xuyên không liền từ trên cầu thang bay nhanh tới. Hai người sóng vai bước vào trong đại điện, dù sao đối phương đã phát hiện ra bọn hắn, bây giờ ẩn núp không còn ý nghĩa gì, hơn nữa hắn vốn là cũng định hiện thân. Tôn đồ đạo hữu thật thần thông, vậy mà có thể phát hiện ra chúng ta, không biết bọn ta đã lộ ra dấu vết ở đâu. Xin đạo hữu chỉ giáo, cũng như cho chúng ta được biết thêm kiến thức. Hàn Lập vừa cười vừa nói, những khôi lỗi và phù linh kia thấy hai người Hàn Lập xuất hiện thì cả kinh, động tác trên tay theo đó ngừng lại ha ha, chỉ là một thủ đoạn nhỏ mà thôi, khó mà lọt vào mắt hai vị, không cần nói cũng được. Thanh Dương Thành và Bạch Nham Thành đã kết minh với nhau, nếu hai vị đạo hữu đã tới đây, không bằng cùng nhau hành động, như thế nào? Tôn Đồ vừa cười vừa nói, lệ đạo hữu, lúc trước ta có nói với ngươi, giờ phút này vẫn như cũ, bên trong đại khu nguy cơ tứ phía, hai người quá mức thế đơn lực bạc, không bằng cùng hợp tác với bọn ta. Chắc hẳn hai người cũng phát hiện tế đàn bất phàm ở nơi này, chắc chắn bên trong có dấu trọng bảo, trước mắt chúng ta cứ giết hết đám khôi lỗi phù linh này đã, rồi lấy bảo vật bên trong chia đều cho mỗi người. Thần Dương cũng nói ra, hiên viên hành nhìn hai người hàn lập, trong mắt hiện ra một tia dị sắc. Phương Thiền nhìn về phía sau lưng hai người hàn lập, dường như đang tìm kiếm cái gì nhưng chỉ thấy phía sau hai người bọn hắn trống không, trong mắt của gã lập tức hiện lên vẻ thất vọng. Thạch Xuyên không cũng nhìn ra thực lực đám khôi lỗi màu đỏ và thiên khôi huyền tướng trước mắt, âm thầm kinh hãi, liền hơi động tâm đối với đề nghị liên thủ của Tôn Đồ và Thần Dương. Thế nhưng gã vẫn không có mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập, hiển nhiên là để Hàn Lập quyết định việc này. Nếu hai vị thành chủ yêu ái như vậy, lệ mỗ há là loại người không biết tốt xấu. Ý niệm trong lòng Hàn Lập nhanh chóng xoay chuyển, mặt rất nhanh giãn ra, cười nói. Trong khi mấy người nói chuyện với nhau thì đám khôi lỗi màu đỏ và thiên khôi huyền tướng lần nữa nhào tới. Tốt, vậy chúng ta hãy cùng liên thủ với nhau, trước tiên tiêu diệt đám khôi lỗi phủ linh chướng mắt này đã. Chư vị có thủ đoạn gì, đừng có che giấu nữa, toàn lực xuất thủ đi, nếu không để lâu chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Thần Dương nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng hét lớn một tiếng. Trong lúc nói chuyện, gã liền vung tay lên, bất ngờ trong lòng bàn tay nhiều ra ba cây đoạn mâu màu vàng đất, phía trên khắc mấy đạo đường vân hình dáng lôi điện kỳ dị. Mặt ngoài ba cây đoạn mâu lóe lên điện quang màu trắng, liền biến thành ba đạo hoàng ảnh. Hoàng ảnh nhìn như không đáng chú ý nhưng lại vô cùng sắc bén, vậy mà lóe lên liền xuyên thủng cơn sóng giữ mà đám khôi lỗi kia tạo thành, rồi nhanh chóng chui vào trong thể nội của ba bộ khôi lỗi màu đỏ. Tiếp đó, ba tiếng nổ tung ầm 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 vang lên. Đoàn mâu màu vàng vừa nhập vào trong cơ thể của khôi lỗi, liền từ trong cơ thể nó lóe lên từng đạo lôi điện màu trắng dày đặc, sau đó lập tức nổ tung ra, hóa thành ba quả lôi cầu màu trắng to hơn trường. Cả người ba bộ khôi lỗi màu đỏ lập tức bị xé nứt, hóa thành một đống mảnh vỡ, bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Thiếu đi ba bộ khôi lỗi, luồng sức mạnh sóng giữa đó mặc dù không có tan vỡ nhưng lập tức yếu đi không ít. Chương 946, đều có tư tâm, ba tên phù linh này cứ giao cho Tôn Ngỗ, các người trợ giúp thần đạo hữu tiêu diệt đám khôi lỗi kia là được. Tôn Đồ trông thấy hành động của đám người thần dương bên kia, hai mắt lé lên, cười giải nói. Vừa dứt lời, thân hình y nhào lên nhanh như điện xẹt, thanh cốt kiếm trong tay đại phóng hắc quang, từng đạo kiếm ảnh màu đen theo đó mà bắn ra, nở rộ như khổng tước xòe đuôi, công kích ba gã thiên khôi huyền tướng. ba tên thiên khôi huyền tướng này lập tức huy động trường kích trong tay ninh chiến, hai bên cấp tốc lao vào nhau chém giết. đám người hàn lập thấy thế, đồng loạt xông lên tiêu diệt những con khôi lỗi còn lại. lúc này, hiên viên hành cầm trong tay hai cây hắc bổng dài chừng năm thước, trên đầu quấn một băng vải màu vàng, thoạt nhìn rất giống gậy đại tang của nhân gian thế tục. y há miệng phun ra một ngụm máu tươi chia làm hai đoàn thấm lên hai cây gậy đại tang. Chúng lập tức tỏa ra từng trận hắc mang, phung lên theo thế tay hiên viên hành, hóa thành vô số bổng ảnh, hướng về phía khôi lỗi. Bổng ảnh rít lên, phát ra tiếng quỷ khóc thê lương, bao trùm cả đám khôi lỗi. Hành động của những con khôi lỗi màu đỏ này nhanh chóng trở nên chậm chạp, dường như bị ảnh hưởng bởi âm thanh tang tóc kia. Cùng lúc đó, ngực bụng phương thiền phình lên như cái trống, o o n, g một tiếng, một làn sóng âm bàng bạc từ trong mũi gã chen trúc lao ra, cũng đánh về phía khôi lỗi. Dưới sự liên thủ của hai người, động tác của đám khôi lỗi màu đỏ lập tức cứng đờ, sức phá hoại của chúng liền giảm mạnh. Hàn lập tận dụng cơ hội này, thân hình nhoáng lên, loan đao trong tay hắn đại phóng bạch quang, chém vào hư không. Một đao ảnh lớn cỡ vài chục trưởng với khí thế bạt sơn phá không mà đi, như một luồng sóng dữ quét về phía bức tường man lực do khôi lỗi liên thủ tạo ra. Thạch xuyên không theo sát phía sau hàn lập, Trường côn màu tím trong tay y tỏa ra khí lực cuồn cuộn, toàn bộ tinh khiếu đồng thời tỏa sáng, tạo thành một đạo côn ảnh thô to, cùng lúc phối hợp với đao mang, công phá sự liên thủ của đám khôi lỗi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bức tường man lực vốn đã suy yếu do hứng chịu công kích của Hiên Viên Hành cùng Phương thiền, giờ đây lại bị hai người Hàn Lập toàn lực đánh phá, lập tức xuất hiện một lỗ hổng. Trên mặt Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không xuất hiện nét cười, thân hình chui tọt qua lỗ hổng đó, rất nhanh tiếp cận sau lưng khôi lỗi cự linh. Tốt lắm, đã có thêm sức mạnh của hai vị, chỉ cần đánh tan sự liên thủ của bọn chúng, những việc còn lại đều không đáng nhắc tới. Thần Dương mắt thấy cảnh này, lập tức đại hỉ nói. Hai nắm đấm của Thần Dương sáng lên rực rỡ, thoát cái cũng lao tới, vô số quyền ảnh xuất ra như lưu tinh dáng xuống đám khôi lỗi màu đỏ. Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không đương nhiên hiểu rõ tình huống, cũng tận lực phóng ra đao mang côn ảnh, nện vào lưng đám khôi lỗi cự linh. Số lượng khôi lỗi hiện giờ còn đúng 10 con, trong đó có một đầu khôi lỗi rõ ràng cao lớn hơn đồng bọn của nó vài phần, miệng nó chợt phát ra tiếng gầm nhẹ. Lập tức trong 10 đầu khôi lỗi có hai con xoay người lại nhanh như chớp, nghênh đón Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không. Tám con còn lại vung vẩy quyền cước, sức mạnh chúng phát ra chợt biến đổi, hòa lẫn vào nhau một cách xảo diệu, hình thành nên một tấm lưới kình lực khổng lồ, ngăn chặn ba người thần dương phía trước. Lưới kình này lập tức lan rộng, trên đại điện xuất hiện cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, dồn ép ba người thần dương vào một chỗ hai con khôi lỗi cự linh tung ra hai nắm đấm màu đỏ khí lực tuôn ra ồ ạt bành trướng tạo thành hai quang cầu đánh về phía hai người hàn lập hai quầng sáng đỏ rực nở rộ trên nắm đấm của hai con khôi lỗi nện vào đao mang côn ảnh âm um, âm um, hai tiếng nổ mạnh vang lên đao mang côn ảnh bị một kích này của khôi lỗi phá giải bao liệt tiêu tán không dừng lại ở đó hai con khôi lỗi này bỗng nhiên biến quyền thành trường bốn tay xuất ra nhanh như chớp thình lình bắt lấy loan đao màu trắng cùng trường côn màu tím Hàn lập cười nhạt, để mặc cho khôi lỗi bắt lấy loan đao trường côn, tay đang cầm loan đao đột một vận sức kéo một cái, đồng thời dậm chân, thân thể hắn bay vọt lên, trong chớp mắt đã đứng trên bả vai khôi lỗi màu đỏ. Không chờ khôi lỗi kịp phản ứng, cánh tay hắn hơi cong, hóa thành một đạo tàn ảnh, hung hăng khoan vào hộp sọ khôi lỗi. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, cái đầu khôi lỗi cự linh lập tức toát ra như dưa hấu, phun ra một đống dịch thể trắng nhờ. Hàn lập đang đứng trên vai khôi lỗi không đầu lại nhún một cái, thân hình lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, lao về phía tám con khôi lỗi bên kia. Nhưng đúng lúc này, một đạo bạch quang từ trên không lao nhanh tới, đúng là một thanh trường kích sáng lóa, nhằm thẳng đỉnh đầu hàn lập. Trường kích tỏa ra khí thức vô cùng sắc bén, hư không gần đó phát ra tiếng suy. Suy, mắt thường cũng có thể thấy được một đạo bạch quang đang vùn vụt lao đến. Hàn lập cho mày, thân hình cấp tốc lưu chuyển, huyền khiếu trên hai chân sáng ngời, đột một lướt sang bên cạnh hơn một trượng, tránh được một kích này chợt có bóng trắng lóe lên, một gã thiên khôi huyền tướng từ trên trời rơi xuống, chắn trước mặt hàn lập. Ở bên kia, tôn đồ liên tục gầm lên giận dữ, cốt kiếm trong tay vẫn tỏa ra hắc quang, nhưng lại bị hai tên thiên khôi huyền tướng còn lại gắt gao cuốn lấy, không tài nào thoát được. Đến hay lắm, hàn lập cười cười, thân hình lại lao đi để lại một vệt tàn ảnh, trong chớp mắt tiếp cận thiên khôi huyền tướng. Thiên khôi huyền tướng dường như có chút kinh hãi, nhưng không hề trốn tránh, xuất ra trường kích sáng lòa trong tay, để lại một vệt sáng dài lạnh lẽo, đánh xuống đầu Hàn Lập. Lệ đạo hữu mau tránh, công kích của Phù Linh rất quỷ dị, hữu hình nhưng vô thực, không thể ngăn cản. Thần Dương chứng kiến cảnh này từ xa, lập tức hô to nhắc nhở. Tuy nhiên Hàn Lập không hề nao núng, huyền khiếu tứ chi đồng loạt rực sáng, tạo nên một vầng hào quang chói mắt, bao phủ lấy thân hình hắn và Thiên Khôi Huyền Tướng cùng phạm vi vài chục trượng xung quanh, từ bên ngoài căn bản không thể quan sát được tình huống xảy ra trong quang cầu một tiếng phúc nhỏ truyền ra từ giữa màn hào quang sau đó lại vang lên âm thanh bạo liệt hào quang trói mắt nhanh chóng tan đi thân ảnh hàn lập lại hiện ra nhưng tên thiên khôi huyền tướng đã hoàn toàn biến mất mọi người trong đại điện đều lộ ra vẻ kinh ngạc ngoại trừ thạch xuyên không nhưng mà hàn lập không hề để ý đến thần sắc của mấy kẻ kia thân hình nhoáng một cái biến mất sau một khắc liền hiện ra như quỷ mị ở sau lưng tám con khôi lỗi cự linh hai cánh tay nhanh như chớp liên hoàn đánh xuống đầu chúng nó phanh 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 năm tiếng nổ trầm đục vang lên liên tiếp năm cái đầu khôi lỗi kể cả con thủ lĩnh cao lớn nhất đồng loạt nước toác ra động tác của chúng lập tức đình trệ năm cỗ thân thể khổng lồ như năm tòa núi lớn ầm ầm đổ xuống nằm la liệt trên mặt đất sau khi Hàn lập kết thúc chuỗi động tác nhanh như thiểm điện ba người thần dương mới kịp có phản ứng lập tức phát ra tiếng hoan hô rồi lao vào tấn công ba con khôi lỗi còn lại ánh mắt Hàn lập xoay chuyển nhìn về phía tôn đồ bên kia thân ảnh chớp động một cái biến mất. Sau một khắc, hắn lại hiện ra ở sau lưng một gã thiên khôi huyền tướng, tung ra một trường. Bàn tay hàn lập man phát ra lực cuồn cuộn, lại tỏa ra ánh sáng chói mắt, bao trùm thân thể thiên khôi huyền tướng. Thần niệm chi liên chính là tuyệt kỹ độc môn của hắn, là thành quả của việc tu luyện luyện thần thuật, đương nhiên hàn lập không muốn bị người khác phát hiện. Tôn đồ bị một trường này đánh văng ra, thân hình vừa mới ổn định, thì hàn lập với bàn tay tỏa hào quang đã không còn ở đó nữa, ngoài ra gã thiên khôi huyền tướng kia cũng đã biến mất vô ảnh vô tung mặt y biến sắc nhìn thấy ánh mắt hàn lập đang lăm lăm hướng về tên thiên khôi huyền tướng cuối cùng y lập tức cuống lên quát lớn một tiếng thanh cốt kiếm trong tay đại phóng hắc quang suy 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 cốt kiếm liên tục bắn ra mấy đạo hắc quang phảng phất giống những sợi dây thừng màu đen quấn chặt lấy tên thiên khôi huyền tướng cuối cùng hống từ trên người tôn đồ phát ra tiếng gầm rú quỷ dị lập tức thanh cốt kiếm trên tay y tỏa ra một màn xương mù đen kịt huyễn hóa thành một đầu ác thú màu đen cái miệng lớn của nó há to như chậu máu, đột một nuốt chửng thiên khôi huyền tướng. Sau khi đắc thủ, thú ảnh này lập tức tan rã, màn sương mù đen kịt cũng bị thu lại trong nháy mắt. Hàn Lập thấy vậy, khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Lúc này, ba con khôi lối cuối cùng đã bị đám người thần dương tiêu diệt, tòa đại điện lập tức trở nên yên tĩnh. Nhất thời cả đám người đều lặng yên quan sát lẫn nhau, không có ai mở miệng nói gì. Có lẽ do chứng kiến những đòn sát thủ mà vài kẻ vừa mới lộ ra hoặc là thủ đoạn công kích như bão táp chấp giật của hàn lập khiến cho ai cũng đều âm thầm kinh hãi phảng phất có chút quỷ dị bao trùm lên bầu không khí bên trong đại điện ha ha có hai vị lệ đạo hữu gia nhập tình hình lập tức thay đổi trong nháy mắt đã giải quyết xong đám chướng ngại này tôn đồ là người đầu tiên phá vỡ trầm mặc cười nói tiếng cười của hắn dường như giúp giải tỏa bầu không khí căng thẳng ánh mắt của những người còn lại nhao nhao nhìn về phía hai người hàn lập hai người bọn ta chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi không tưởng tượng được là có thể gặp mặt chư vị tại đây xem ra chúng ta thật là có duyên a à. hàn lập tươi cười nếu ta nhớ không lầm vị thạch đạo hiếu này lúc trước từng xuất hiện bên cạnh ách thành chủ a hiện tại lại đồng hành cùng lệ đạo hiếu dường như hai vị là người quen tôn đồ liếc nhìn thạch xuyên không bên cạnh hàn lập một chút rồi lại liếc sang thần dương nhàn nhạt nói ra ha ha việc này nói ra thì hơi dài dòng tóm lại lệ đạo hiếu và thạch đạo hiếu đích thực đã quen biết từ trước chẳng qua hiện giờ tất cả chúng ta đã là người cùng thuyền, đều chung một mục đích, chính là tìm được đồ vật mình mong muốn ở đại khư này. Trưởng thiên, Hàn Lập còn chưa kịp mở miệng, thần dương đã cười rộ lên. Phải rồi, theo như thần đạo hữu nói, thì trong đại điện này ắt có trọng bảo a, à, chẳng lẽ các vị đã phát hiện ra điều gì? Hàn Lập nghe vậy bèn hỏi, ta cùng hiên viên đạo hữu cũng là vô tình gặp được hai vị tôn thành chủ ở lối vào đại điện, lúc ấy liền cảm thấy chỗ này không hề đơn giản, hẳn là có trọng bảo bên trong cho nên quyết định hợp tác cùng nhau xâm nhập tìm kiếm nhưng bên trong đến cùng là có cái gì e rằng còn phải tiếp tục dấn thân mới có thể kết luận a thần dương nhìn tôn đồ một cái rồi từ tốn nói không sai hiện giờ đã có thêm lệ thạch hai vị đạo hiếu sau này dẫu có phiền toái nảy sinh cũng không thành vấn đề a tôn đồ cười ha ha nói mọi người vừa mới trải qua kịch chiến tiêu hao chắc hẳn không nhỏ chỉ bằng tất cả nghỉ ngơi một chút tại đây rồi hãy tiếp tục lên đường thần dương vừa nói vừa nhìn về phía một cái cửa đá bên trong đại điện cách đó không xa sắc mặt hiên viên hành cùng phương thiền có hơi trắng bệch nghe tiếng lập tức gật đầu lần lượt từng người lấy ra đan dược ăn vào rồi khoanh chân ngồi xuống vận công luyện hóa thạch xuyên không thật ra không có chút mệt mỏi nào có điều thần dương đã nói vậy hắn chọn một nơi rồi cũng ngồi xuống theo nhưng tôn đồ không hề nghỉ ngơi xoay người đi về phía thi thể đám khôi lỗi màu đỏ lấy ra một thanh thủy thủ đen xì chém lên thân thể của một con khôi lỗi dường như đang tìm kiếm thứ gì hàn lập trông thấy thế nội tâm khẽ động trong đầu hiện lên những mảnh tàn thi khôi lỗi trong đại điện lúc trước một mặt khoanh chân nghỉ ngơi một mặt lưu ý hành động của tôn đồ tôn đồ nhanh chóng phân giải thi thể khôi lỗi trong mắt ánh lên vẻ vui mừng y móc ra một vật từ bên trong rồi lập tức giấu đi ánh mắt hàn lập trở động động tác của tôn đồ mặc dù rất nhanh nhưng vẫn không qua mặt được hắn vật mà tôn đồ vừa mới thu lấy từ trong cơ thể khôi lỗi chính là một hạt tinh thạch màu trắng kích thước chỉ như hạt đậu, không rõ có công dụng gì. Tôn đồ nhanh chóng tiếp cận những cái xác khôi lối khác, lần lượt tháo dỡ chúng, thu thập loại tinh thạch kia. Đoàn người nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ, sau đó lại xuất phát, hướng về phía cửa đá màu xanh nằm sâu bên trong đại điện. chương 947, chiếc chìa khóa thứ hai. Chư vị nếu đã chuẩn bị tốt, vậy chúng ta cũng nên đi vào thôi. Thần Dương quan sát cửa đá màu xanh trước mặt một lượt, rồi nói. Những khôi lối kia ngược lại ta có thể ứng phó, nếu xuất hiện thêm những phù linh khác, sợ rằng lệ đạo hữu phải tốn một phen công phu rồi. Tôn đồ nhìn Hàn Lập vừa cười vừa nói, Tôn thành chủ yên tâm, lệ mỗ sẽ tận hết sức. Hàn Lập thản nhiên nói, Tôn đồ gật đầu nhẹ, lại nhìn sang Phương Thiền bên cạnh, ánh mắt đầy ý tứ. Phương Thiền nhìn thấy, không nói hai lời, liền đi trước một bước, đẩy cửa chính thần điện ra, thân thể lướt tới tiến nhập vào trong đó. Những người còn lại theo sát phía sau, cũng nhao nhao tiến vào bên trong chờ tất cả mọi người đều tiến vào bên trong tôn đồ liền vung tay áo lên một cỗ man lực to lớn cuồn cuộn tới đóng cửa điện lại hàn lập nhíu mày nhìn thoáng qua cửa điện rồi quay người quét nhìn phía trong thần điện chỉ nghe phốc một âm thanh vang lên những chậu than lớn trên vách tường bốn phía và trên mái vòm đại điện đồng loạt lên từng đoàn hỏa diễm hừng hực thiêu đốt chiếu sáng khắp toàn bộ mật thất đại điện địa thế bên trong đại điện khá thấp chính giữa đại điện lặng lẽ đứng một gốc cổ thụ màu đồng xanh có hình dáng kỳ lạ phía trên cổ thụ phân ra 17-18 nhánh cây, bên trên khắc đầy đồ văn tinh thần. Làm cho người nhìn cảm thấy có chút cổ quái chính là trên mỗi một nhánh cổ thụ màu đồng xanh đều treo một pho tượng được bọc đồng hoàn toàn, nhìn giống như 17-18 cỗ thi thể đang bị treo cổ, thập phần quỷ dị. Hàn lập nhíu mày, nhìn theo nhánh cây của cổ thụ cho thấy trên đỉnh sáng lên một cột sáng màu trắng, bên trong cột sáng có một đạo ánh sáng màu máu, bên trong rõ ràng có một chiếc chìa khóa màu máu khác. Thạch xuyên không thấy thế, nhịn không được nhìn sang hàn lập. Hàn Lập đón ánh mắt của gã, rồi khẽ lắc đầu, ý bảo không được để lộ ra. Nhưng vào lúc này, chiếc chìa khóa màu máu bên trên cây cổ thụ bỗng nhiên lóe lên, hào quang màu máu sáng rực. Chỗ lồng ngực Hàn Lập tự nhiên truyền đến một cảm giác bị thiêu cháy. Do bất ngờ không đề phòng, hắn nhịn không được nhíu mày, khó chịu hừ một tiếng. Thần Dương thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc rồi biến mất, nhíu mày hỏi, lệ đạo hiếu, ngươi làm sao vậy? Những người còn lại nghe thấy thế, đều nhao nhao nhìn qua thăm dò, Lúc trước trên đường ta bị không ít nội thương, giờ phút này đột nhiên tái phát nên ngực hơi đau nhức, hiện tại không có việc gì đáng ngại nữa. Hàn lập không biến sắc khoát tay áo, thuận miệng giải thích. Cảm giác thiêu cháy đau nhức lúc trước chỉ duy trì trong nháy mắt liền tiêu tán. Chiếc chìa khóa giấu trong lồng ngực hắn cũng không phát ra kỳ quang dị sắc gì nên không làm đám người xung quanh chú ý. Lúc này tạm thời coi như an toàn, lệ đạo hữu cũng nên ngồi xuống hảo hảo điều tức một phen, nếu mặc kệ bỏ qua thương thế, về sau chỉ sợ sẽ càng thêm phiền toái. Thần Dương nhướng mày, mở miệng nói ra, như thế cũng tốt, Hàn Lập gật đầu nhẹ, liền đi vào một góc trong biệt, khoanh chân ngồi xuống. Thạch Xuyên không thấy thế, lưỡng lự một chút, cũng đi theo hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thương thế. Thần Dương nhìn hai người, ánh mắt hơi biến hóa một chút, sau đó quay đầu nhìn lên chìa khóa màu máu trên đỉnh cây cổ thụ màu đồng xanh, thần sắc nghiêm nghị. Hạc hạc, thần đạo Hữu xem ra chìa khóa màu máu lúc trước ngươi nói là ở chỗ này rồi. Chúng ta coi như là nhân họa đắc phúc, bị đại triều khôi lỗi kia dí chạy loạn lại đến nơi này. Tôn đồ vừa cười vừa nói, tôn đạo hữu nói không sai, chúng ta coi như khổ tận cam lai, cuối cùng đã có hồi báo. Thần dương vừa cười vừa nói, chiếc kia, chiếc chìa khóa này, tôn đồ vừa nói tới chìa khóa màu máu, bỗng nhiên ngừng lại, lông mày hơi nhíu lên, nhìn về phía thần dương. Theo ta được biết, chìa khóa màu máu này không chỉ có một chiếc, bất luận là người nào, chỉ lấy được một chiếc đều không có ý nghĩa gì sau này nếu chúng ta gặp được những người khác cũng có chìa khóa tốt nhất là cùng nhau hợp tác như vậy mới có được chỗ tốt thần sắc thần dương không thay đổi cười nói hàn lập giả vờ nhắm mắt điều tức còn tai lại nghe hai người đàm luật trong lòng cười lạnh không thôi không nói đến việc trước đây thần dương và tôn đồ không đề cập với bọn hắn về chìa khóa màu máu này ngược lại lúc này hắn thấy tôn đồ mơ hồ muốn ỉ vào tu vi của y và phương thiền đi trước một bước lấy chìa khóa màu máu làm của riêng bất quá vừa rồi bị thần dương nhắc nhở khiến y không thể không hảo hảo suy nghĩ lại một phen hai vị thành chủ ta xem cổ thụ màu đồng xanh này cổ quái như vậy mấy con quỷ thắt cổ phía trên hơn phân nửa cũng là khôi lỗi chỉ sợ muốn lấy được chìa khóa kia cũng không hề dễ dàng lúc này hiên viên hành bỗng nhiên mở miệng nói ra hiên viên đạo hữu nói không sai hay là chúng ta trước hợp lực lấy được chìa khóa màu máu này trong tay rồi hãy tính tôn đồ quả nhiên thuận thế nói ra việc này không nên chậm trễ chúng ta động thủ thôi thần dương gật đầu nhẹ nói ra dứt lời gã dẫn đầu phi thân lướt lên phóng về hướng cây cổ thụ màu đồng lông mày tôn đồ nhân lại liếc mắt ra ý cho phương thiền một cái ngay lập tức thân hình tên kia khẽ động nhanh chóng đuổi theo thân hình hai người kẻ trước người sau đã rơi vào một nhánh cây thấp nhất của cây cổ thụ vừa hạ thân xuống thần dương liền phát hiện có chút không đúng một cỗ lực hút cường đại bỗng nhiên sinh ra dưới chân gã một mực hút thân thể của gã dán lên nhánh cây gã thử nhấc chân lên di chuyển vậy mà không thể được phương thiền bên kia không sai biệt lắm cũng rơi vào tình cảnh như thế bị cổ thụ màu đồng xanh này gắt gao giam cầm thân thể đúng lúc này trên thân quái thụ nhao nhao sáng lên từng đoàn từng đoàn đồ án tinh văn hóa thành từng sợi ánh sáng màu trắng nhẹ nhẹ thuận theo thân cây chạy tứ tán tới lui hàn lập bị động tĩnh bên này hấp dẫn mở hai mắt ra nhìn sang liền thấy đám quỷ thắt cổ treo trên quái thụ màu đồng xanh kia bắt đầu lần lượt lay động trên không trung chỉ chốc lát sau lại giống như trái cây chín mọng, từng trái đến đúng thời điểm thì rớt từ trên nhánh cây xuống. Sau khi rơi xuống đất, ngay lập tức 17-18 bộ khôi lỗi đồng thời sáng lên ánh sáng màu đỏ trong đôi mắt, nhao nhao rút từ sau hông ra một thanh chiến đao, phía trên mặc dù không có tinh khiếu nhưng lại khác đồ án tinh văn, thân đao lóe sáng như mới, bao phủ một tầng tinh quang màu trắng. Chỉ thấy khôi lỗi phân ra tứ tán, ngoại trừ hai con trong đó nhảy lên cành cây thấp nhất của quái thú, còn thừa mười mấy con đều cầm đao xông tới đám người hàn lập. Hàn Lập thấy thế, thở dài một hơi, một lần nữa đang ngồi trên mặt đất liền đứng dậy. Mọi người lại hỗn chiến cùng khôi lỗi. Hai con khôi lỗi cầm đao vọt lên, tốc độ đúng là không chậm chút nào, trường đao trong tay một cái chém ngang, một cái bổ xuống, hóa thành hai đạo ánh sáng như tuyết, theo hai bên trái phải tập kích qua. Hàn Lập tháo thanh loan đao màu trắng từ hông xuống, tinh nguyệt ngoa dưới chân lóe lên hào quang, tốc độ càng nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt lướt qua ánh đao ngang dọc của khôi lỗi, Tiếp theo một đao quét ngang về phía hai chân của nó. Bom, một tiếng sắc nhọn, một nhóm lớn tia lửa màu trắng lóe lên trên người khôi lỗi, áo giáp kia nhìn như bằng đồng xanh, lại không biết là dùng chất liệu gì, ngay cả loan đao của hắn chạm xuống cũng chỉ tạo thành một vết ngấn dài màu trắng bắt mắt, vậy mà không tổn thương gì. Áo giáp thật là lợi hại, trong lòng Hàn Lập có chút kinh ngạc, thân hình hắn chuyển một cái, dưới chân mạnh mẽ đạp một cái trên mặt đất, âm thầm vận chuyển đại lực kim cương quyết, huyền khiếu trên cánh tay sáng ngời nắm chặt loan đao, phóng đến khôi lỗi, trùng điệp chạm xuống một kích. Tinh khiếu trên loan đao màu trắng cũng theo đó phát sáng lên, trên thân đao dường như hiện lên một tầng tinh quang mỏng, hàn quang càng tăng lên. Con khôi lỗi kia thấy thế, sớm đã tụ lực phung đao lên, đón đỡ một kích loan đao của hàn lập. Chỉ nghe rắc một tiếng giòn vang, trường đao trong tay khôi lỗi liền vang lên một tiếng gãy, loan đao màu trắng chém xuống một cái, cắm vào đầu vai bên trái của nó đáng tiếc dù trường đao đã bị chặt đứt nhưng cũng tiêu hao đại bộ phận lực lượng tinh thần của loan đao nên lúc loan đao chém vào đầu vai khôi lối cũng chỉ chém được một tấc trên khôi giáp căn bản không thể tổn thương đến khôi lỗi hàn lập nhíu mày mạnh mẽ kéo lại thân đao muốn rút loan đao màu trắng về kết quả phát hiện áo giáp trên thân khôi lỗi vậy mà sinh ra một cỗ hấp lực cường đại tới cực điểm làm đao của hắn kẹt ở phía trên không cách nào rút về được cùng lúc đó một con khôi lỗi khác cũng đã lách mình tới vùng đao chém ngang bụng hàn lập hàn lập bất đắc dĩ đành phải vứt bỏ đao mà rút lui tránh né bên kia trên quái thủ màu đồng thần dương và phương thiền đều không thể động đậy chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ giao chiến với hai khôi lỗi trước mặt lúc đầu còn có thể chống đỡ nhưng khi lại có hai con khôi lỗi khác tung người đến bọn họ cũng có chút vô lực chống đỡ đặc biệt là phương thiền bị hai gã khôi lỗi tả hữu vây công liên tục bị chém trúng hơn người đao toàn thân đẫm máu bất quá trên mặt y lại tựa như không có vẻ gì thống khổ trong mắt ngược lại càng hiện ra một cỗ chiến ý mạnh mẽ. Ngao, mắt thấy một con khôi lối cầm trường đao cực kỳ âm tàn đâm về phía ngực mình thì rốt cuộc tên thiếu niên mặt heo này cũng bộc phát. Y hét lên một tiếng thét dài sắc bén tựa như thú kêu. Nương theo một tiếng thét này vang lên, từng cỗ sóng âm hơi mở mắt thường có thể thấy được từ trong miệng y tuôn ra, trực tiếp nghiền nát hư không trước người tràn tới con khôi lỗi kia. Trường đao trong tay khôi lỗi đâm vào bên trong sóng âm, lập tức tựa như lâm vào vũng lầy, bị một cỗ lực lượng cường đại cản trở, căn bản không cách nào đâm thủng ngay lập tức, tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp. Đồng thời, cành cây dưới chân cũng chấn động kịch liệt, thân thể của Phương Thiền cùng với thần dương lại lần nữa khôi phục tự do. Chỉ thấy Phương Thiền vừa xài bước ra ngoài, một cánh tay xuyên qua sóng âm do mình phát ra, bóp lấy cổ khôi lỗi, trong miệng phát ra một tiếng hét to, trùng trùng điệp điệp bóp một cái. Bụp một âm thanh vang lên, chỗ cổ con khôi lỗi kia lập tức nổ tung, đầu lâu liền rơi xuống mặt đất, lăn sang một bên. Thần Dương cũng thừa dịp khôi phục tự do hành động, thân hình thức thì chuyển một cái, trong tay bắn ra một cốt trùy tinh xảo màu trắng, chui vào khe hở áo giáp khôi lỗi. Ngay sau đó, liền có một tiếng nổ đùng vang lên, cả bộ khôi lỗi nổ tung từ bên trong. Sau đó, mấy người huyền thành tiêu diệt càng lúc càng nhiều khôi lỗi, hao tốn ước chừng hơn một canh giờ, cuối cùng tiêu diệt hết thảy đám khôi lỗi. Trong mấy người bọn họ, ngoại trừ phương thiền chịu hơn 10 vết thương nhẹ bên ngoài, cũng chỉ có hiên viên hành bị một con khôi lỗi đâm chiến đao xuyên qua bụng, những người còn lại hầu như không tổn thương gì. Tôn đồ để phương thiền xử lý qua những vết thương kia một chút, liền đứng dậy, nói với thần dương cái chìa khóa này người nào đi lấy. Ai sẽ giữ, chương 948, bộc phát xung đột, tôn đạo hiếu tu vi cao nhất trong chúng ta, dĩ nhiên nên giao chìa khóa này cho người tạm thời bảo quản. Thần dương hơi chắp tay, cười nói, đối với chìa khóa màu máu này, thần dương đạo hiếu có am hiểu hơn ta, nên để ngươi tới lấy thì đảm bảo hơn đấy. Chẳng qua là bên ngoài chìa khóa này rõ ràng còn có một tầng pháp trận cấm chế, không biết thần đạo hữu có thể giải quyết. Tôn đồ lộ ra có chút khó xử, hỏi, thần mỗ xưa nay không am hiểu về pháp trận, cho nên vẫn phải làm phiền tôn đạo hữu rồi. Thần Dương Khiêm Tốn nói, đã như vậy, việc đáng làm thì ta nên làm rồi. Tôn đồ cười ha ha, nói ra, dứt lời, gã đang muốn nhảy lên hướng đỉnh quái thuộc thanh đồng, nảy sinh dị biến. Âm một tiếng vang thật lớn, hai cánh cửa lớn của thần điện bỗng nhiên nổ tung, bay thẳng đánh tới chỗ mọi người. Đám người hàn lập lập tức đều né ra, tránh qua hai bên. Cửa lớn thần điện đụng vào trên quái thụ thanh đồng, ngay sau đó nổ tung thành năm bảy mảnh. Nếu như hai vị đạo hữu khiêm nhường như thế, chắc không ngại ta làm thay, lấy xuống cái chìa khóa này. Lúc này, một tiếng nói quen thuộc, từ cửa đại điện truyền đến tới đây. Hàn lập nhíu mày nhìn lại thì thấy mấy người phù kiên, tần nguyên đứng ở chỗ cửa đại điện. Trong đó, hai người phù kiên cùng tần nguyên đứng đầu, cùng sóng vai với bọn họ là nam tử mũi ưng, chính là trưởng lão huyền thành, thiệu ưng. Đứng sau lưng ba người là một nam tử cao lớn toàn thân băng bó và một gã nam tử trung niên thân hình vừa lùn vừa mập. Người trước thì hàn lập cũng không xa lạ gì, đúng là đoạn thông, còn người sau mặc dù chưa quen thuộc nhưng cũng biết là một gã trưởng lão huyền chỉ thành. Còn người vừa mới nói lời đó, chính là Tần Nguyên. Các ngươi vào lúc nào, thiên tinh mục của ta lại không thể phát hiện được các ngươi. Tôn đồ biến sắc, cho mày nói kha kha tại cửa vào tế đàn bố trí một cái thiên tinh mục thì cho rằng có thể bảo đảm không sơ hở chút nào tôn thành chủ chẳng lẽ đã quá coi thường chúng ta phù kiên cười ha ha nói tôn đầu nghe vậy sắc mặt biến đổi rất khó coi im lặng Tần đạo hiếu phù đạo hiếu về cơ bản xét việc đến trước sau nếu các ngươi đến sớm hơn chúng ta có thể cùng chiếm hữu chiếc chìa khóa này nhưng có thể các ngươi lại chờ vừa đúng lúc chúng ta giải quyết xong đám khôi lỗi mới đến thì có chút không ổn thần dương liếc nhìn đám người tần nguyên lông mày nhíu một cái mở miệng hỏi khục khục thần đạo hữu a à, thần đạo hiếu người thông minh thì làm sao lại nói lời hồ đồ đây khục khục cái gì mà cùng chung chiếm hữu chúng ta không có ý định cùng các ngươi chiếm hữu một cái chìa khóa vì vậy bây giờ mới đến thì không phải là vừa vặn ư tần nguyên một bên che miệng ho khan vừa cười nói ra chúng ta thanh dương thành liên thủ cùng bạch nham thành rõ là chưa hẳn sợ các ngươi nếu muốn cướp đoạt trên tay bọn ta cứ tới thử xem. Thần Dương nghe vậy, thần sắc lạnh lẽo nói ra, ánh mắt tôn đồ lạnh lẽo, tiến lên một bước, kề vai sát cánh đứng cùng thần Dương. Khục khục, nhân số thì chiếm ưu thế, còn không biết chiến lực như thế nào. Tần Nguyên cười lạnh một tiếng, nói ra, thạch không, người còn không qua đây, muốn phản bội thành chủ sao. Ánh mắt thiệu ưng như chim ưng, nhìn thạch xuyên không, lạnh giọng hỏi. Khóe miệng thạch xuyên không giật giật, lộ ra một tia trào phúng, thân thể vẫn không nhúc nhích. Thần Dương thấy thế, khóe mắt liếc qua Hàn Lập đang bên cạnh, thần sắc an tâm một chút. Tôn Đạo Hiếu, Thông Dư Thành chúng ta cùng Bạch Nham Thành các ngươi coi như có chút giao tình cũ, phù mẫu lúc này khuyên ngươi một câu, Thần Dương người này lòng muông giả thú, toan tính rất nhiều. Gã cùng Khôi Thành đã sớm thông đồng, người lựa chọn kết minh cùng hắn, thật sự là tự tìm đường chết. Phù Kiên bỗng nhiên mở miệng, cao giọng nói ra, Thần Dương nghe vậy, ánh mắt lóe lên, sắc mặt khẽ biến hóa, có chút mất tự nhiên nhưng thần sắc tôn đồ như thường, cũng không rõ là đã biết được trước đó, hay là hoàn toàn không tin. Lệ đạo hiểu, trong chốc lát động thủ, ta cùng với tôn thành chủ có thể ngăn lại hai người tần nguyên cùng phù kiên, hiên viên hành ngăn lại gã trưởng lão huyền thành kia, với thực lực của phương thiền đối đầu với đoạn thông cũng không thành vấn đề, chỉ có tên thiệu ưng hơi khó đối phó, người có thể nắm chắc ngăn hắn lại hay không, để cho thạch đạo hữu đi đoạt chìa khóa. Lúc này, trong đầu hàn lập bỗng nhiên vang lên thanh âm của thần dương. Thật có lỗi, thần đạo hiếu, lần này chúng ta không có ý định nhúng tay vào. Hàn lập không có truyền âm, mà trực tiếp mở miệng nói ra. Dứt lời, hắn liền dẫn thạch xuyên không hướng về phía sau lui ra vài bước, kéo ra khoảng cách cùng song phương. Biến cố đột nhiên phát sinh như vậy, đừng nói là đám người thần dương không nghĩ tới mà đám người tần nguyên đều có chút bất ngờ, nhìn về phía hai người hàn lập, trong tầm mắt tràn đầy nghi hoặc cùng đề phòng. Lệ đạo hiếu, ngươi, thần dương xứng lại, nhất thời nói không ra lời hàn lập vẫn luôn cảnh giác đối với thần dương chưa bao giờ thật tình xem là minh hữu nếu như trong lòng đã biết gã có cấu kết cùng khôi thành vậy thì không thể không sinh nghi về mục đích chân thực của gã bởi vậy hắn tự nhiên không muốn liên thủ giờ phút này tọa sơn quan hổ đấu mới là lựa chọn tốt nhất ha ha lệ đạo hữu quả nhiên là trang tuấn kiệt thức thời rất biết nhìn người chỉ cần ngươi không nhúng tay vào việc này khục khục chúng ta sẽ xóa bỏ ân oán ngày xưa của người cùng huyền chỉ thành còn hứa sau đó xuất ra một phần thù lao tạ lễ. Tần Nguyên lộ vẻ vui mừng, cười nói, không cần phải nói nhiều như vậy, động thủ, thiệu ưng bỗng nhiên quát, đám người phù kiên, Tần Nguyên lập tức đáp ứng, huyền khiếu trên người đều sáng lên, lao đến phía cây thanh đồng. Thần Dương vốn còn muốn khuyên nhủ Hàn Lập vài câu, giờ phút liền phải nghênh đón trước một quyền của Phù Kiên đang đập tới. Thần sắc tôn đồ đổ biến đổi liên tục, cũng đành phải thở dài một tiếng, cùng Tần Nguyên chém giết với nhau. Còn gã trưởng lão dưới tay Tần Nguyên, khóe miệng cười một cái, thẳng hướng nhiên viên hành có vẻ thực lực yếu nhất. Đoạn thông thì cho mày, sau khi nhìn thoáng qua hướng Hàn Lập, thu hồi ánh mắt, vừa xài bước ra, liền bay vọt đến hướng trên đỉnh đầu Phương Thiền, mãnh liệt nâng lên cánh tay phải vô cùng thô to, to, nhắm vào đầu Phương Thiền giáng xuống. Phương Thiền nhếch miệng cười cười, trên mặt không biến đổi, lui về phía sau một bước, cũng nắm tay đập tới mãnh liệt. Chỉ thấy đoạn thông bỗng nhiên giơ tay xé vải đang băng trên cánh tay phải của mình, Vài màu trắng lập tức lỏng ra, bong khỏi cánh tay, lộ ra một cánh tay cực lớn đen kịt, bên trên mọc ra rất nhiều góc cạnh nhìn như vảy lân. Trên cánh tay to lớn hiện ra từng điểm bạch quang, gần trăm chỗ huyền khiếu trần trịt, dưới quyền kinh, hư không phốc phốc rung động, bị đè nén như muốn vỡ vụn ra từng mảnh. Phương Thiền thấy vậy, chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại tiến lên một bước, nét mặt điên cuồng vui vẻ, há miệng rộng phát ra một tiếng gào thét, đồng thời hướng lên oanh ra một quyền chỉ thấy từng đạo sóng âm mắt thường khó phân biệt từ trong miệng phương thiền tuôn ra lại được khí kình từ một quyền trùng kích ra tốc sông về hướng đoạn thông cùng nắm đấm cực lớn của đoạn thông nện lại với nhau ầm ầm thanh âm nổ vang nổi lên bốn phía trong thần điện hai phe vừa ra tay thì đã đánh cho thiên hôn địa ám không có ai tấn công thiệu ưng gã cũng không vội vàng động thủ cướp đoạt chìa khóa vẫn đứng tại chỗ cách đó không xa tựa hồ là đề phòng hàn lập và thạch xuyên không sợ hai người cố ý cùng thần dương diễn kịch cho bọn hắn xem bất quá đợi đã lâu chứng kiến hai người hàn lập thật không có ý động thủ mới do dự một chút chuyển rời ánh mắt nhìn lên chiếc chìa khóa màu máu trên đỉnh cây thanh đồng rồi sau đó mũi chân gã nhún một cái nhảy đến phía cây thanh đồng kết quả chưa kịp bay lên đến không trung bên cạnh thân gã có một đạo bạch quang phi tới tập kích tốc độ cực nhanh thiếu chút nữa thì đâm trúng huyệt thái dương của gã chính là một thanh phi đao màu trắng lướt sát qua bên người cắm vào trên mái vòm thiệu ưng khó khăn lắm mới né được thân thể rơi xuống, đã rơi lên trên một nhánh dưới cùng của cây thanh đồng. Ánh mắt của gã oán hận nhìn về phía thần dương, vừa rồi chính là y dùng phi đao đánh lén gã. Chẳng qua là giờ phút này đoạt lấy chìa khóa mới là quan trọng, thiệu ưng cũng không vội mà tới đọ sức, thân hình tung một cái, định nhảy lên đỉnh cây thanh đồng. Nhưng mà khi nhảy lên, hai chân của gã lại bị dính chặt trên nhánh cây thanh đồng, dường như hòa thành một thể, căn bản không thể rút ra. Lệ đạo hiếu, chúng ta một đường hợp tác đến nay, thần mỗ có từng hại ngươi vì sao vào lúc này ngươi không chịu giúp đỡ? Thần sắc thần dương ngưng trọng, một bên giao thủ cùng Phù Kiên, một bên truyền âm cho Hàn Lập. Cũng không phải ta không muốn giúp đỡ, thật sự là do thần đạo hữu người cấu kết cùng khôi thành quá sâu, lệ mỗ một mực không biết nội tình bên trong như thế nào. Vì phải tự bảo vệ mình, không thể không cảnh giác. Hàn Lập trả lời, lệ đạo hiếu, việc này nhất thời ta không cách nào giải thích rõ ràng với ngươi. Ngươi có thể xuất thủ đoạt chìa khóa trước, sau đó ta sẽ đem hết thảy sự tình nói thẳng ra cho ngươi biết được không? Thần Dương truyền âm với ngữ điệu vội vàng, trước khi biết rõ sự tình, khó phân bằng hiếu, kính xin thần đạo hiếu thứ lỗi. Hàn Lập Nhã nhận từ chối, Lệ Huynh, ta biết rõ người phúc trạch thâm hậu, giờ phút này trên người đã có một cái chìa khóa khác, cho nên mới không tranh giành cái chìa khóa này. Người đã từng nghĩ qua, nếu bị bọn hắn biết được việc này, sau khi mấy người bọn ta bị diệt, người và thạch đạo hữu chắc gì có thể an toàn, Thần Dương bỗng nhiên chuyển vấn đề, truyền âm nói: "Hàn Lập nghe vậy, thần sắc hơi đổi, có chút kinh ngạc vì sao Thần Dương biết được việc này. Bất quá sau một phen suy nghĩ thì hiểu được, hơn phần nửa là do khi đó, lúc hai chiếc chìa khóa bắt đầu giao cảm, thiêu đốt ngược mình, tuy rằng tận lực che giấu nhưng vẫn bị Thần Dương phát hiện được dấu vết để lại. Thần đạo hữu đang uy hiếp Lệ Mỗ, sắc mặt Hàn Lập phát lạnh, hỏi: "Lệ huynh, thần mỗ nói cái này không phải uy hiếp, ta và ngươi hôm nay gắn bó như môi với răng." môi hở răng lạnh a à. thần dương truyền âm ngữ khí càng vội vàng sau khi do dự hồi lâu hàn lập ngẩng đầu nhìn lên cây thanh đồng chỉ thấy đôi chân thiệu ưng sáng lên huyền khiếu đang chấn động lên cây thành đồng từng chút một rút chân ra thôi vậy hàn lập than nhẹ một tiếng thân hình không hề có dấu hiệu mà đột ngột từ mặt đất nhoáng lên dưới bàn chân ầm ầm rung động chân mang tinh nguyệt ngoa đạp lên hư không vài nhịp đã đi tới đỉnh cây thanh đồng đám người tần nguyên thấy thế thân sắc biến đổi chửi ầm lên Thần Dương cùng Tôn Đồ liếc nhìn nhau, thoáng thở dài một hơi, ngược lại gấp rút hướng hai người tần nguyên công kích, tranh thủ thời gian cho Hàn Lập. Kết quả Hàn Lập khó khăn lắm đã hạ trên đỉnh cây thanh đồng, cũng lập tức bị một cỗ hấp lực cổ quái trên thân cây hút lại. Thạch Xuyên không bay vút lên, theo sát phía sau, tạm thời giữ trách nhiệm phòng vệ cho Hàn Lập. Chương 949, đột nhiên xuất hiện, Hàn Lập không để ý lực hút trên cây thanh đồng, cẩn thận quan sát cột sáng màu trắng trên ngọn cây, suy nghĩ trong đầu chuyển động hắn phát hiện trận văn trên đó có chút khác thứ đã thấy trong thần điện nhưng đều cùng một gốc phá giải cũng không quá khó vì vậy hắn lấy tinh lan bút từ ngực ra vẽ phù văn quanh cột sáng cái gọi là quen tay hay việc tuy hàn lập chưa đạt tới trình độ tinh xảo nhưng tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều không lâu sau đã khắc họa xong nương theo một đạo bạch quang nhộn nhạo cột sáng tan ra chiếc chìa khóa màu máu rơi vào tay hàn lập cùng lúc đó lực lượng hấp thụ trên quái thụ thanh đồng cũng biến mất theo ngươi muốn chết thiệu ưng nghĩ mình mắc lừa hàn lập và thần dương giận tím mặt hai chân y đạp mạnh một nhánh cây trực tiếp đạp gãy một đoạn trà cây thanh đồng thân hình hung bạo lao tới chỗ hàn lập hàn lập tức thì mang thạch xuyên không đi trước một bước bay vút xuống không chờ thiệu ưng tiếp tục đuổi giết tới một tay hàn lập cầm chìa khóa đưa qua đầu quát to các ngươi đừng có được voi đòi tiên nếu vẫn mạnh mẽ tranh đoạt cùng lắm thì ta bóp chặt thứ này chúng ta cá chết lưới rách không ai được chút lợi nào lời vừa nói ra quả nhiên khiến thiệu ưng sợ ném chuột vỡ bình không dám vọng động đứng trên ngọn cây nhìn xuống hàn lập mặt trầm như nước những người đang chém giết khác trong biển cũng vội vã thu tay lui về hai bên lệ đạo hữu nếu ngươi đã chọn khoanh tay đứng nhìn sao phải dây vào lông mày phù kiên nhíu chặt ánh mắt bất thiện nói hàn lập tay cầm chìa khóa đứng chắp tay không giải thích người thanh dương thành chúng ta làm việc thế nào hình như không đến phiên phù thành chủ khoa tay múa chân nhỉ Thần Dương khì khì một tiếng, nói: "Khụ khụ, phu đạo hữu, thì ra ngay từ đầu chúng ta đã trúng phải khổ nhục kế của người ta, hiểu lầm bọn họ tự ly gián, không ngờ người ta chỉ diễn trò cho chúng ta xem mà thôi." Tần Nguyên ho nhẹ một tiếng, nói: "Tiểu tử, dám cả gan trêu đùa chúng ta, không sợ ta bỏ chiếc chìa khóa này, thật sự cùng các ngươi cá chết lưới rách sao?" Thiệu Ưng âm tàn nói: "Thiệu Ưng, người đang nói lời khốn nạn gì vậy?" Đúng lúc này, bên ngoài thần điện lại truyền đến một tiếng phẫn nộ. Ngay sau đó, bốn đạo nhân ảnh từ ngoài tiến vào. Trong đó hai người đi đầu, một là trung niên hán tử tướng mạo không có gì đặc biệt, một là vị lão giả vóc người thấp bé rắn giỏi, thoạt nhìn cũng không hấp dẫn ánh mắt người ngoài, nhưng hai người lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người trong điện. Chỉ vì hai người này không phải ai khác, chính là thành chủ huyền thành ách quái và lục hoa phu nhân. Mà theo phía sau họ là một đôi nam nữ bộ dáng tuấn tú mặc cốt giáp, chính là huynh muội chu tử nguyên và chu tử thanh. Thần dương thấy ách quái đột nhiên hiện thân, Thân sắc không khỏi hơi đổi, thân hình không nhịn được lui về sau nửa bước. Hàn lập nhìn thấy, nghi hoặc trong lòng càng lớn, tham kiến ách thành chủ, mọi người thấy thế, rồi giết tiến lên thi lễ nói. Thành chủ, thuộc hạ, thiệu ưng đi ra phía trước, khom người hạ bái, đang muốn bẩm báo, sắc mặt ách quái chuyển lạnh, đột nhiên vung một tay áo, trực tiếp quật y xuống đất. Sau khi y đứng lên, vội vàng xoay người chắp tay thi lễ lần nữa, không dám nói tiếp nửa câu. Đám người tần nguyên thấy vậy, thần sắc nhanh chóng thay đổi, trong mắt đều toát ra vẻ sợ hãi. Hàn lập thấy vậy, bàn tay cầm chìa khóa màu máu không khỏi nắm chặt thêm vài phần, ánh mắt khó hiểu bắt đầu đánh giá mặt ách quái, trong lòng cân nhắc nên giao chìa khóa ra hay tiếp tục dùng việc phá hủy chìa khóa uy hiếp. Sắc mặt ách quái ngưng lại, khi ánh mắt đảo qua đám người hàn lập, trong mắt hiện lên một chút tán thành, mà khi thấy thạch xuyên không sau lưng hàn lập, cũng chỉ thoáng kinh ngạc, không có quá nhiều phản ứng. Mà khi ánh mắt lão rơi xuống người đám tần nguyên thì sắc mặt lập tức chìm xuống, Cười lạnh nói: "Tần thành chủ, phù thành chủ, nhị vị các ngươi thật bản lĩnh, chưa sờ đến một cọng lông của bí bảo đã tranh đấu nội bộ rồi, sao nào? Các ngươi thích tự giết lẫn nhau thế à? Không dám, tại hạ muốn tự tay cất giữ chìa khóa, sau đó dâng tặng cho Ách thành chủ, chỉ là nhất thời tranh công nóng vội nên mới nảy sinh xung đột với Tôn đạo hữu và Thần đạo hữu." Tần Nguyên vội vàng giải thích, ha ha, lúc này miệng lưỡi Tần đạo hữu thật sự rất lưu loát, nói không thở dốc, không ho khan. Tôn đồ mỉa mai cười nói, cướp được chìa khóa hay không là do bản lĩnh, nếu tranh chấp với khôi thành, chẳng những ta không nhiều lời, mà còn khen thưởng. Nhưng các người tự giết lẫn nhau thì đúng là không được. Sắc mặt ách quái hơi hòa hoãn, thoạt nhìn nộ khí đã tiêu tan phần nào, mở miệng nói. Việc này là do chúng ta nhất thời tham công, về sau nhất định sẽ đền bù tổn thất cho hai thành Bạch Nham và Thanh Dương, mong thành chủ thứ tội. Phù Kiên theo sát Tần Nguyên, lấy được cớ tham công suốt ruột vội vàng nói theo niệm tình các ngươi cũng vì đại kế huyền thành chúng ta hôm nay không vội xử lý chờ khi trở về các ngươi nhất định phải bồi tội thật tốt với tôn đạo hữu và thần đạo hữu nếu giờ thanh dương thành đoạt được chìa khóa vậy tạm thời do vị lệ đạo hữu này cất giữ bất kỳ kẻ nào cũng không được sinh lòng cướp đoạt tiếp đó chúng ta còn phải chung sức hợp tác mới có thể đạt được bảo tàng ách quái trầm ngâm một lát nói một trận tranh giành lợi ích biến thành tranh công gây lên mặc dù đám người tôn đồ bất mãn trong lòng nhưng cũng không nói thêm nữa Ách thành chủ, nếu ngài đã tới, đương nhiên ta không thể tiếp tục cất giữ chìa khóa này, tất phải giao cho ách thành chủ mới đúng. Hàn lập tiến lên một bước, mở bàn tay ra, nói. Có lẽ chư vị không viết, chìa khóa màu máu này có tổng cộng có 5 cái, hợp nhất một chỗ mới có thể mở ra cấm địa sâu trong đại khư, kế tiếp lấy được bảo tàng trong đó, chỉ có một cái thì không có tác dụng quá lớn. Nếu chìa khóa này do lệ đạo hữu lấy được, vậy trước khi đến chỗ bảo tàng, vẫn giao cho lệ đạo hữu cất giữ. Ách quái liếc mắt nhìn chìa khóa, không nhận mà vừa cười vừa nói. Hàn Lập nghe vậy, cũng không tiếp tục từ chối, thuận thế cất chìa khóa vào ngực. Thịch, 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 lại một trận tiếng tim đập dồn dập truyền đến, chiếc chìa khóa màu máu này dường như hô ứng với chìa lúc trước, cả hai bắt đầu cùng đập như trái tim. Ngay sau đó, liền có một cỗ nhiệt lưu chảy xuôi ra từ chìa khóa màu máu, tràn vào cơ thể Hàn Lập. Theo từng nhịp đập, một cỗ nhiệt khí từ trong chìa khóa huyết sắc rót vào, tràn vào cơ thể hắn liên đó hàn lập cảm thấy không chỉ khí huyết trong người nhanh chóng chuyển động mà ngay cả lực lượng tinh thần cũng được điều động bắt đầu vận chuyển cuối cùng chỗ huyền khiếu sắc mở trên người hắn trong một tích tắc này đã thông suốt dù kinh nghỉ nhưng hàn lập vội đè mạnh khí huyết và lực lượng tinh thần trong cơ thể xuống không dám lộ ra biến hóa của mình nhưng dù là vậy mọi người vẫn nhận ra một tia khác thường nhìn về phía hắn xin hỏi ách thành chủ rốt cuộc bảo tàng ở sâu trong đại khư là thứ gì hàn lập thần sắc tự nhiên vì muốn chuyển lực chú ý của mọi người, chủ động mở miệng hỏi. Truyền thuyết từ xưa nói, chỗ sâu trong đại khư ẩn giấu một bộ hài cốt có lực lượng vô tận, nó có uy năng nhưng trời lệch đất giống như trí bảo. Phàm là người có thể tới đó, nhìn thấy bộ hài cốt kia thì đều thu được chỗ tốt rất lớn. Ách quái chậm rãi nói, được ách quái nói đó là đồ có chỗ tốt lớn, đương nhiên vật tầm thường còn xa mới so được. Mọi người nghe vậy, thần sắc đều khẽ đổi, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều hiện lên khát vọng hoặc vẻ tham lam hàn lập nghe vậy trong lòng cũng khẽ động không khỏi liên tưởng đến tích lân thánh hải mà thạch xuyên không đề cập trước đây có điều theo lời thạch xuyên không thuật lại dường như ách quái tới đây còn mục đích gì khác nhưng không biết rốt cuộc là gì hắn im lặng nhìn thạch xuyên không một cái thấy gương mặt hờ hững của y thì xoay chuyển ánh mắt lại nhìn lướt qua thần dương lúc này vẻ mặt thần dương dường như có phần biến ảo bất định trong mắt lo lắng ngổn ngang thần đạo hữu người nói thật cho ta biết có phải người biết rõ những chuyện gì không hàn lập truyền âm hỏi thạch xuyên không chờ một lát thần dương vẫn không phản ứng chuyện ách quái thành chủ nói rốt cuộc là thật hay giả hàn lập lại truyền âm hỏi lệ đạo hiếu ta đúng là có chuyện gạt ngươi nhưng ta cũng có nỗi khổ tâm riêng giờ không thể nói rõ với ngươi lúc này thần dương mới truyền âm trả lời thần đạo hiếu lúc trước ngươi đã uy hiếp ta một lần nếu bây giờ vẫn không thẳng thắn nói rõ vậy việc hợp tác sau đó của chúng ta nên bỏ hết đi ngữ khí hàn lập lạnh dần truyền âm nói cái này mà thôi nếu ngươi muốn biết rõ ta cũng không gạt ngươi trên thực tế ban đầu ta không phải là người thanh dương thành mà là người huyền thành năm đó ta và huynh trưởng thần liệt đều là gián điệp phủ thành chủ bồi dưỡng tương lai đều được phái đi lẻn vào thành khác vì đảm nhiệm nhiệm vụ này chúng ta đều trải qua huấn luyện nghiêm khắc lúc sát hạch cuối cùng chúng ta đều bị phái ra ngoài ám sát một người sau khi thành công có thể nhận được lượng lớn tài nguyên tu luyện và công pháp huyền tu cao thâm ai cũng không ngờ đối tượng chúng ta ám sát chính là đối phương. Thần Dương ngập ngừng một chút, truyền âm nói, tàn sát lẫn nhau, Hàn Lập nghe đến đó, khẽ nhíu mày. Đúng vậy, ách quái phái thiệu ưng đến theo dõi, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Cuối cùng ta còn sống, Thần Dương dừng một chút, có chút khó khăn nói, ân oán giữa ngươi và hắn không liên quan đến ta, vì sinh tồn ở tích lân không cảnh. Ta có thể hợp tác với ngươi nhưng muốn khiêu chiến ách quái bây giờ, không khác lấy trứng trọi đá, ta sẽ không chịu chết với ngươi sau khi hàn lập suy nghĩ một chút nói đó là chuyện đương nhiên hơn nữa ta cũng không có ý định chống lại ách quái lúc này bây giờ chuyện cần làm cũng giống lệ đạo hữu ngươi chỉ vì sinh tồn mà thôi thần dương nặng nề thở dài một tiếng có phần bất đắc dĩ nói vậy theo lời ách quái vừa rồi trong lòng hàn lập khẽ động hỏi bây giờ nói thật giả kỳ thật không có ý nghĩa dù sao trước giờ chưa có ai tìm thấy dù vậy trong truyền thuyết đúng như hắn nói sâu trong đại khư cất giấu một bộ di hài trên người nó ẩn chứa năng lượng vô cùng vô tận. Dù chỉ có một đoạn xương ngón tay của nó, sau khi luyện hóa vào cơ thể cũng giúp tu vi thân thể, thậm chí là số lượng huyền khiếu tăng vọt cực nhiều, thật sự là thần vật trong lòng huyền tu chúng ta. Thần Dương suy nghĩ một chút, giải thích nói. Hàn Lập nghe vậy, đang muốn nói thêm gì đó, tiếng ách quái lại vang lên. Lệ đạo hiếu, nếu chìa khóa màu máu này đã nằm trong tay ngươi, vậy việc này không nên chậm chế, chúng ta cùng nhau lên đường, chạy tới chỗ bảo tàng kia. Nếu bị người khôi thành đoạt trước, cái được không bù nổi cái mất. Nếu chìa khóa bảo tàng kia có 5 cái, phải tập hợp đủ mới có thể mở ra, chỗ chúng ta có một, dù người khôi thành tới trước cũng không thể mở chứ. Tôn đầu nhíu mày, hỏi, khôi thành khác huyền thành chúng ta, bọn chúng tinh thông khôi lỗi chi thuật, chưa hẳn không có cách khác. Lục hoa phu nhân vẫn một mực trầm mặc không nói, đột nhiên mở miệng. Chương 950, giải trừ mối họa về sau. Giải kiếp trùng bỏ xuống phiền tâm, hắc phụ vũ lâm phiêu đáng đáng. Đối với đề nghị của ách quái, Hàn Lập vẫn lộ vẻ trần chờ dường như đang cân nhắc lợi và hại, do dự có nên đi hay không, đột nhiên bên tai vang lên thanh âm của Thạch Xuyên không. Lệ đạo hiếu, ấn tín truyền tống của ta và ngươi đều là giả, hôm nay đã không thể thông qua vật ấy trở về thánh vực, mà trong tích lân không cảnh này chỗ đủ khả năng giúp chúng ta trở về, chỉ sợ cũng chỉ có chỗ sâu trong đại khư này thôi. Hàn Lập nghe vậy, lông mày lại nhíu chặt hơn, thế nào, lệ đạo hiếu, còn có băn khoăn gì sao? Cứ nói đừng ngại, sắc mặt ách quái hiền lành hỏi, thực không dám giấu giếm, trong người tại hạ còn có hắc kiếp trùng, một mực là họa lớn. Bên trong đại khư này, còn không biết sẽ xảy ra biến cố gì, ta thật sự lo lắng nếu lúc đó hắc kiếp trùng đột nhiên phát tác. Nếu chỉ gây tổn thương cho mình thì không nói, vạn nhất chỉ hoãn đại kế huyền thành chúng ta, chết muôn lần cũng không hết tội. Hàn lập liền ôm quyền, nói ra, hắc kiếp trùng, đây không phải là thủ đoạn của lục hoa đạo hữu sao, cái này là ách quái quay người nhìn về phía lục hoa phu nhân nghi ngờ nói việc này nói rất dài dòng mà thôi trước hết để ta giúp hắn giải trừ trùng này đã lục hoa phu nhân nhíu mày nói ra dứt lời lão liền dẫn hàn lập đi ra bên ngoài đại điện tiểu tử ngươi thật đúng là xảo quyệt rõ ràng ở chỗ này dám uy hiếp lão phu khu trừ hắc kiếp trùng cho ngươi sắc mặt lục hoa phu nhân bỗng nhiên trầm xuống nói ra tiền bối không nên hiểu lầm Vãn bối cũng là nghe cốt đạo hữu nói, tiền bối ngài tính sau khi chấm dứt chuyện ở chỗ này, sẽ giúp vãn bối giải quyết hỏa hắc kiếp trùng, cho nên dựa vào lời này mới dám nói ra, nếu không nào dám nói bừa như vậy. Hàn lập vội vàng giải thích nói, nhà đầu kia, tại sao cái gì cũng đều nói cho ngươi nghe, đây không phải, lấy tay bắt cá, sao? Lục hoa phu nhân cau mày nói, tiền bối, lại nói tiếp, sau khi tiến vào đại khư này, người có từng gặp qua cốt đạo hữu không? Thần sắc hàn lập không thay đổi, chủ động hỏi. Không có, lúc ấy tình huống hỗn loạn, đã bảo nó theo sát ta một chút, kết quả là. Nói như vậy, người cũng không có gặp qua cốt nhà đầu. Thần sắc lo lắng trong mắt lục hoa phu nhân càng phát ra nồng đậm hơn, hỏi. Tiền bối yên tâm, cốt đạo hữu nàng cát nhân thiên tướng, tất nhiên sẽ không có việc gì. Hàn lập không trả lời thẳng, chỉ là từ chối cho ý kiến an ủi. Tiểu tử ngươi coi như có chút lương tâm, lại lo nghĩ cho an nguy của nó. Nếu không cho dù là ách thành chủ lấy tính mạng ta, lão phu chưa chắc chịu giúp ngươi khu trừ sạch sẽ tốt rồi chúng ta bắt đầu đi lục hoa phu nhân thở dài một tiếng nói ra trong lòng hàn lập cười khổ không ngớt cũng chỉ gật đầu nhẹ đi ra phía trước sau một lát hàn lập cùng lục hoa phu nhân trở về đại điện tai họa hắc kiếp trùng làm hắn lo nghĩ đã lâu rốt cuộc giải quyết xong hiện tại họa trùng của lệ đạo hữu đã giải quyết xong chúng ta có thể xuất phát rồi ách quái cười nói đa tả ách thành chủ cùng lục hoa tiền bối vãn bối nguyện bám gót theo. Hàn lập ôm quyền thi lễ, nói ra, tốt, xuất phát, ách quái vung tay lên, ra lệnh một tiếng, mọi người sớm đã tập hợp tất cả, đi ra hướng ngoài đại điện. Kết quả còn chưa đi xa, cả tòa đại điện chợt đung đưa ù ù, trên vách tường hiện ra từng vết rạn, hơn nữa không ngừng biến lớn, vô số đá vụn tuôn rơi xuống. Không tốt, nơi đây sắp sụp đổ rồi, mau rời đi. Sắc mặt tôn đồ khẽ biến, la lên thất thanh, những người khác thấy cảnh này, thần sắc cũng đều biến đổi, thoáng bối rối. Hàn lập cũng không có lúng túng, chỉ là ánh mắt chợt lóe trong đầu hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước hắn lấy xuống chìa khóa màu máu kia. Giờ phút này, con mắt hắn chợt nhìn nghiêng qua, thần dương giờ phút này ánh mắt cũng yên tĩnh, không có kinh ngạc bởi vì biến động xung quanh, trong lòng hắn không khỏi khẽ động. Không nên kinh sợ, ách quái nhàn nhạt mở miệng, thanh âm của lão không lớn, nhưng có tác dụng ổn định nhân tâm, mọi người lập tức an tĩnh lại. Chỉ là một ít đá rơi, có gì đáng giá sợ hãi chứ ách quái khẽ cười một tiếng tiếp đó phất ống tay áo lên một đạo bạch quang từ trong tay áo lão bắn ra bay lên mút trời đạo bạch quang kia vừa ly khai ống tay áo ách quái lập tức nhanh chóng vô cùng biến lớn lên hóa thành một cột sáng màu trắng thô to chừng vài chục trượt trong đó chấp động lên từng đạo hồ quang điện cực nóng phát ra thanh âm xì xì làm người ta run rẩy bay thẳng lên trời ầm ầm nóc đại điện dưới bạch quang chấp động lập tức tan vỡ còn cả mặt đất phía trên dưới sự trùng kích của bạch quang cũng bị sụp xuống trong nháy mắt toàn bộ đại điện càng thêm đung đưa kịch liệt trong nháy mắt bạch quang ngút trời biến mất một cái hố cháy đen thật lớn xuất hiện trên đỉnh đầu tất cả mọi người và nối thẳng lên mặt đất rõ ràng còn có thể thấy dày đặc mây vàng trên bầu trời mọi người thấy cảnh này đều trợn mắt há hốc mồm vừa kính vừa sợ nhìn về phía ách quái trong mắt hàn lập cũng hiện lên một tia khiếp sợ xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía thần dương những hồ quang điện bên trong cột sáng màu trắng có khí thức giống với lôi điện màu trắng ẩn chứa trong đoạn mâu màu vàng đất mà trước kia thần dương đã sử dụng hẳn là thuộc về cùng một loại công kích thần dương giờ phút này có chút thất thần nhìn qua hố đen trên đỉnh đầu sắc mặt tái nhợt chỉ có điều mọi nhứ xung quanh vẫn như cũ đang lắc lư kịch liệt sắp tan vỡ bên trên hố đen cũng xuất hiện vô số vết dạn sắp tan vỡ đổ sụp xuống thân hình ách quái nhoáng một cái theo hố đen phóng lên những người khác cũng vội vàng đuổi theo tuy rằng những người này không có thủ đoạn đạp không như hàn lập nhưng leo lên một cái hố vẫn rất dễ dàng trong nháy mắt đều đã lên tới mặt đất toàn bộ tế đàn lay động kịch liệt rất nhanh hoàn toàn tan vỡ đổ sụp chìm vào dưới mặt đất một cái hố sâu lớn vô cùng xuất hiện ở bên trong thành trì màu đen âm u sâu không thấy đáy phảng phất như một cái miệng khổng lồ đáng sợ mọi người đứng bên cạnh hố to ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt ánh mắt hàn lập rất nhanh rời khỏi hố đen quan sát xung quanh trong mắt hiện lên một tia lo lắng tòa tế đàn trong khu phế tích lúc trước sụp đổ, sau đó liền xuất hiện vô số khôi lỗi, không biết nơi này có giống vậy không. Giờ phút này người huyền thành tiến vào đại khư đã tụ tập không ít nhưng trước vô số khôi lỗi kia, vẫn còn quá mức thế đơn lực bạc. Trên mặt thạch xuyên không cũng lộ ra một tia lo lắng, thoáng liếc mắt trao đổi với hàn lập. Tốt rồi, đi thôi, tiến vào chỗ sâu trong đại khư, thần sắc ách quái nhàn nhạt, nhạt nói một tiếng, quay người đi tới phía trước, những người khác vội vàng đuổi theo. Mọi người chưa đi được bao xa, mặt đất lần nữa hơi rung rung lên ánh mắt hàn lập lóe lên khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ xảy ra chuyện gì vậy lại có địa chấn vẻ mặt mọi người lần nữa biến đổi giữa lúc mặt đất rung động vô số có khôi lỗi từ trong chui ra số lượng rất nhiều giống với tình huống trong phế tích lúc trước những khôi lỗi này đều có màu đỏ hồng đều là hình người có chút tương tự với đám khôi lỗi lúc trước kịch chiến với hàn lập trong tay đều nắm một thanh đại kiếm đỏ sập phía trên ẩn hiện hào quang hỏa diễm khôi lỗi màu đỏ vừa chui ra khỏi mặt đất lập tức bay nhào tới đám người khôi lỗi nhiều như vậy tại sao lại như thế sắc mặt mọi người đại biến không khỏi đứng tựa lưng vào nhau thành một vòng mặc dù số lượng khôi lỗi nhiều nhưng mọi người tại đây đều là tinh anh tuy rằng kinh ngạc nhưng không thực sự e ngại từng người lấy vũ khí ra chiến đấu với những khôi lỗi này hàn lập huy động loan đao hòa mình vào đám khôi lỗi giao chiến chém giết hai cỗ sắc mặt hơi trầm xuống những khôi lỗi màu đỏ này cũng có lục phủ ngũ tạng, có chất lỏng màu bạc chảy trong cơ thể, giống với những khôi lỗi trong tế đàn kia. Chúng có lực lớn vô cùng, hành động càng thêm mau lẹ, so với khôi lỗi đầu sói và đầu hổ trong phế tích lúc trước thì lợi hại hơn không ít. Hàn Lập lo lắng, những khôi lỗi này lợi hại như vậy, số lượng lại nhiều như thế, lần này muốn thuận lợi rời khỏi nơi này, e rằng còn khó khăn hơn so với trước. Bất qua ánh mắt hắn liếc xéo qua, liền thấy sắc mặt đám người ách quái và lục hoa phu nhân vẫn bình tĩnh, dường như đã tính trước thì bất giác giật mình sau khi những người khác giao thủ cùng đám khôi lỗi màu đỏ này một lát thì sắc mặt cũng đều biến đổi chư vị không cần lo lắng chỉ là một ít khôi lỗi thôi không đủ gây sợ lục hoa đạo hiếu ách quái nhàn nhạt nói ra lục hoa phu nhân đáp lại một tiếng tay đảo qua bên hông một cái bàn tay chợt lóe ánh sáng xám hiện ra một cái lư hương màu xám hàn lập thấy cảnh này đuôi lông mày thoáng nhảy lên